Hệ thống vang lên, trò chơi bắt đầu, một kẻ được sinh ra giữa lòng dung nham, được ấp nở trong một quả trứng với nhiệt độ bên ngoài lên đến vài trăm nghìn độ C, đó là quả trứng rồng nhưng khi nở ra lại là một thanh niên. Thì ra cậu ta chính là sát long nhân duy nhất của thế giới, thợ săn cấp SSS huyền thoại duy nhất và phần thưởng của cậu là sẽ được hồi sinh khi rồng boss cuối hồi sinh. Câu chuyện sẽ diễn biến như nào thì hãy cùng ngồi xuống, kiếm đại gói bim bim ăn mà nghe Pi kể nhé. Đọc truyện hay tại bémèosinh.com. 11 giờ 23 phút tối giờ Bắc Kinh, ngày 29 tháng 5 năm 2032 công nguyên. Toàn bộ loài người cùng nghe thấy một âm thanh vang lên, chào mừng đến với thế giới chìa khóa kết thúc. Phía trên bầu trời một vệt sáng đang tỏa ra trên cao các tòa nhà. Nhiều người đồng thời đăng nhập vào trò chơi thịnh hành nhất vũ trụ, bây giờ bắt đầu kiểm tra nội bộ, còn tại một ký túc xá. Một thanh niên đang hỏi chấm vì đang phải giặt và phơi cái quần què của mình. Lý do cậu ta tức giận là do thằng bạn mập của mình đang chơi game khuya. Cơ mà chơi khuya nhưng lại hơi thiếu ý thức vì không đeo tai nghe, đã thế còn mở loa ngoài hơi to nữa, và người mà đang cau có đây chính là Nguyên Quan Hiểu Kiến. Là nam, 19 tuổi đã đủ tuổi để đi bóc lịch rồi, hiện đang làm sinh viên năm 2 khoa khoa học kỹ thuật sinh vật của trường Đại học Bạch Tinh, nhưng tên béo quay cái mẹt ra mà kêu ca, ê cu mù cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ. Béo cầm cái dây tay nghe lên, cắm rồi mà, thế cái tiếng vừa rồi nó từ đâu ra nhỉ? Không chỉ có hai người trong phòng, mà tất cả các phòng ký túc xá khác. Còn hai thanh niên sinh viên đang ngủ say cũng phải tỉnh dậy, một giọng nói vang lên tiếp theo, giết chết quái vật. Đánh hạ phó bản, khởi động hệ thống chìa khóa kết thúc, thuộc riêng về bạn. Hãy tung bay trong thế giới mới đi, thanh niên tóc xanh đang ngủ mơ, tỉnh dậy ủa cái gì vậy mấy má? Tiếng quái gì thế, Hiểu Kiến đang phơi quần cũng phải nói, hình như là giọng nói trong máy tính đó. Nhưng khi lên phở bò thì tất cả mọi người đều đang bàn tán về giọng nói trong đầu bọn họ, không còn nghi ngờ gì. Cả trường đều nghe thấy, Hiểu Kiến lại nhăn mặt, đây rốt cuộc là cái gì? Mở mở cái gì mà triển khai cái gì, bây giờ có phải thời đại đi xâm lược hay dị thế giới gì đâu, vừa hỏi mập béo là thấy sao? Thì đập ngay vô mặt cậu là khuôn mặt vô cùng đẹp trai, soái ca tàu khựa đích thực, Hiểu Kiến ngay lập tức bị dọa cho ngã nhào ra sau. Đây rốt cuộc là cái quái gì vậy, một con goblin trong game sao? Tên béo bị game nhập tưởng đây là farm quái, thế là cầm theo cái laptop mà phang lên, ông đây đập chết mày. Nhưng đời không như là game, laptop thì nát mà con goblin lại né cái nhẹ nhàng, sau đó nó còn tặng kèm cho tên mập cú bắn ma pháp của nó. Khiến cu mập tí thì lên bảng đếm số, mọi người trong phòng đều phát hiện ra ngọn lửa màu xanh mà con goblin vừa phóng ra. Khi goblin định phóng tiếp chiêu lửa nữa thì bục một cái hút bế phốt đập vô thẳng mặt nó. Tao dí chết miệng mày, con goblin hôi hám kia, Hiểu Kiến cay cú khi bị khuôn mặt đẹp trai hơn mình dọa sợ thấy mổ. Điên cuồng mà hút bể phốt, tao dí tao đập, một lúc sau thì con goblin cũng hẹo, nó dần tan biến như là trong trò chơi vậy. Hiểu Kiến cầm trên nay món thần khí vừa tiêu diệt quái xong mà gáy, đây là cây thông cống của thắng lợi và lời thề dũng cảm. Nhưng đột nhiên, xuất hiện trước người của Hiểu Kiến lại là một chiếc chìa khóa vàng đang sáng lấp lánh, một giọng nói lại vang lên. Chúc mừng các vị! Trong trận chiến đấu với lần thả quái vật đầu tiên, có 4.615 cư dân trái đất chiến thắng quái vật. Thức tỉnh thành trở thành người chơi, xác suất là 1/13 vạn. Phía bên nhà phát triển game sẽ kích hoạt hệ thống trò chơi cho 4.615 người chơi trên toàn trái đất. Kèm theo đó là tặng quà tân thủ nữa, Hiểu Kiến cầm trên tay cái chìa khóa đang phát sáng. Chẳng lẽ đây chính là bàn tay vàng trong làng hên ư? Cả bọn đều cứ ngỡ giấc mơ này quá ư là chân thật rồi, giọng nói vẫn vang lên. Sau này khi cư dân trái đất chiến thắng được quái vật thì sẽ có xác suất trở lên thành người chơi, nhưng mà sẽ không được đính kèm thêm quà tân thủ như bây giờ, xác suất này sẽ giảm theo số lần thả quái vật. Và giờ hãy trở thành người chơi và cứu vớt lấy cái thế giới này đi. Chìa khóa liền tỏa sáng mạnh mẽ đến chói cả mắt, sáng cả một căn phòng trong màn đêm tĩnh lặng. Hiểu Kiến thấy thế liền gáy, mấy con gà kia, gọi đại ca đi. Ngay sau đó Hiểu Kiến đã ha xin biến hình, từ thằng khố rách không quần áo, giờ đây cu cậu có bộ đồ mới vô cùng cool ngầu. Bây giờ gọi bố vẫn còn kịp đó. Vì anh đây đã trở thành người chơi mạnh nhất, cậu đây nhất định sẽ bảo vệ các cậu. Và ngay lập tức Hiểu Kiến bị dịch chuyển tới một không gian khác, không gian đầy rẫy những quái vật. Cậu chỉ lẳng lặng giơ một ngón tay lên tụ lực, một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố đang bao trùm và tụ hội về ngón tay đó. Sau đó Hiểu Kiến bắn thẳng lên trời, bắn hạ một đống lũ quái vật đang bay ở phía trên. Sau đó là phía trước mặt cậu ấy, một vụ nổ lớn diễn ra vô cùng kinh khủng và Hiểu Kiến đứng đợi chờ như một kẻ ao trình tất cả. Giờ cũng tới lúc oánh con boss rồi, tháng 7 năm 2039 công nguyên, năm thứ 7 trò chơi chìa khóa kết thúc, ập đến trái đất, Hiểu Kiến cũng các người chơi khác đang đứng tập trung lại. Hiểu Kiến có ID game 347077729, tên trong game là Tiểu Kiếm, cậu dẫn dắt 47 người chơi của công hội Bạch Tinh khiêu chiến với phó bản cấp SS. Trái tim hoàng hôn tuyệt vọng, phó bản này từ khi xuất hiện đến bây giờ đã nuốt tính mạng của 17.420 người chơi khác,
số người chiến thắng trở về là o tròn như quả trứng. Xương của những kẻ khác chất thành đống tại phó bản này, núi lửa phun trào, Hiểu Kiến đứng chiếm trệ để hóng, chờ con boss xuất hiện, boss cấp SS. Nio, kẻ cắn nuốt thế giới, hình bóng một con rồng vừa phóng ra từ núi lửa, ngay lập tức Hiểu Kiến bắt đầu bật chế độ chiến đấu. Đột nhiên Tiểu Kiếm nghe thấy lời cầu cứu mạng từ đồng đội trong bang hội, bọn họ không chống đỡ nổi nữa trong phó bản nữa rồi, mong muốn của họ là Tiểu Kiếm hãy cứu lấy họ, Hiểu Kiến quay sang hỏi. Bọn họ muốn cậu thả con boss cuối cùng không quan tâm, để rồi đưa tất cả đi ra sao, một người chơi từng là bạn trong cùng phòng ở ký túc xá xưa nói tiếp, bọn họ lại tiếp tục cầu xin Hiểu Kiến. Xin hãy đưa họ ra khỏi cửa ải này đi, nhưng đáp lại, Hiểu Kiến chỉ bảo gọi bố đi chứ, không phải tôi đã từng nói sao. Nhận bố thì mới bảo vệ các cậu được, tóc xanh đang định gọi bố thì một trẻ luôn thành hai cái thân xác đó, kẻ gây ra chính là Hiểu Kiến. Cậu ta vừa giết bạn cùng phòng xong, nhưng khuôn mặt lại chẳng mảy may tí gì là băn khoăn cả. Thì ra người bạn tóc xanh này tên là Nguyễn Di, nhưng cũng chỉ đi tới đây thôi. Cậu ta đã chết rồi, Hiểu Kiến đã nói trước với cậu ta từ lâu rồi, rằng người tốt không sống được lâu đâu. Ơ kìa anh Giai, thế thì đâu nhất thiết phải giết người ta chứ nhỉ? Mập béo thấy vậy thì hét lớn lên, cậu điên rồi à? Đừng mà, nhưng chưa kịp nói xong thì Hiểu Kiến đã làm vài đường phi kiếm và xoẹt xoẹt xoẹt, mập béo bị xiên ba phát trên người. Hiểu Kiến lại nói tiếp rằng, mập à, cậu đã bị bại liệt từ lâu rồi, cậu đang nằm trên bệnh viện của công hội kìa. Còn một người bạn khác nữa, Mộ Dung Kiêu, cậu ta đang đứng hình trước những hành động khát máu đến đáng sợ của kẻ từng là bạn chung phòng. Hiểu Kiến đến trước Dung Kiêu, tôi là thật sự muốn giết cậu. Vừa nói dứt câu thì Hiểu Kiến một kiếm không khoan nhượng, chém bay luôn cái thủ cấp của Dung Kiêu, các thân xác của đồng đội đều lần lượt bốc cháy hết trước sự chứng kiến của Hiểu Kiến. Nhưng khi lửa đã lên thì sự thật mới dần hé lộ, đằng sau khuôn mặt như đám bạn của Hiểu Kiến là lũ quái vật Fenvara Sa Đọa, chúng đã ngụy trang thành bạn bè của Hiểu Kiến. Chính bọn chúng tạo dựng cái bẫy này, đây chính là cạm bẫy cuối cùng của cửa ải lần này. Không lâu sau, một tiếng hét vang vọng ra, cuối cùng thời khắc chờ đợi của Hiểu Kiến cũng đến. Con boss đang bay phi tới, vừa tới thì nó đính kèm luôn cho Hiểu Kiến một quả cầu hủy diệt cỡ đại, nhưng Hiểu Kiến lại chẳng mảy may để ý đến. Đơn giản vì cậu ta đã chán ghét phải chiến đấu quá rồi, muốn về nhà ăn gói mì hảo hảo xem PKP review quá trời, nhưng con boss chẳng ke, phun thật mạnh ngọn lửa hủy diệt từ mồm nó. Đám cháy lớn thiêu rụi tất cả, lửa lớn bao trùm che khuất cả Hiểu Kiến. Bây giờ Hiểu Kiến thật sự muốn về nhà uống coca nghe Pi kể chuyện bộ tử linh sư tiếp thoại. Thế nên là cu cậu bật mốt chiến đấu, giáp bao trọn cả cơ thể, đánh game bình thường, nhưng nếu phải chiến với con boss cấp thế giới này, thì anh đây không nể nang gì nữa. Bước ra từ đám cháy với ánh mắt sát thần, mang trên mình hắc chiến bào của bóng tối, bước ra với phong thái không thể nào cool hơn, vì buộc phải giết con boss này thì cậu mới được quay trở về nhà. Sống cùng những người anh em chí cốt, triệu hồi ra thành đao màu tím, sau đó phi nhanh với tốc độ của mấy báo đời muốn ăn gà hỏa thân, lao thẳng một mạch tới phía trước mặt con boss. Hai luồng xung kích và chạm vào nhau, một vụ nổ lớn kinh thiên động địa xảy ra, sau khi làn khói mù đã tan đi hết, để lộ ra khuôn mặt con boss. Nhưng mà nó lại hơi thiếu sức sống, khuôn mặt của Hiểu Kiến cũng mờ ảo hiện ra luôn, xong rồi à, con boss này cũng mạnh đó. Ngay sau đó là con boss gầm rú rồi đổ cái bụp xuống đất, nó đã dần tan biến nhưng nhìn lại tay của mình đi Hiểu Kiến, hiển nhiên cu cậu này cũng hẹo cùng luôn rồi. Đồng quy vu tận là dây, trong thời khắc dần tan biến thì Hiểu Kiến nghĩ đến các đồng đội của mình, như người đã từng kề vai sát cánh với cậu trong những cuộc chiến khó khăn. Và không thể thiếu được những em sinh tươi chân dài nữa, nhớ lại những khoảnh khắc các đồng đội đều lần lượt bị đánh bại, thôi thì kết thúc ở đây đi cũng tạm gọi là ổn, nhưng vẫn chưa đâu. Hiểu Kiến lại nhớ đến cái lon Coca-Cola, những ngày vui vẻ ăn uống cùng đám bạn chết tiệt, lúc này hệ thống đã vang lên thông báo, Nai Đốc, trái tim của Hoàng Hôn Tuyệt Vọng đã bị tiêu diệt, chúc mừng người chơi Nguyên Quang Tiểu Kiếm, ID 347077729 đã nhận được danh hiệu người giết rồng duy nhất của thế giới này. Tiểu Kiếm Game Over, quay lại thực tại, năm 2039 công nguyên, Nguyên Quang Tiểu Kiếm hạ gục phó bản trái tim Hoàng Hôn Tuyệt Vọng cấp SSS. Cùng ngày hôm đó, trò chơi chìa khóa kết thúc tuyên bố kết thúc thử nghiệm, mọi người vui vẻ vì họ đã an toàn, vui cười trong cơn mưa tầm tã. Chỉ có một người vẫn lẳng lặng đứng nhìn, anh hùng chết đi nhưng thế giới sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai cả, năm 2040 công nguyên. Mộ Dung Kiêu thay thế người bạn Nguyên Quang Tiểu Kiếm đã chết đi của mình, trở thành hội trưởng công hội Bạch Tinh, trong phạm vi thế giới, người chơi bắt đầu chinh phạt lẫn nhau. Năm 2044 công nguyên, Vương quốc Bạch Tinh được thành lập. Năm 2056 công nguyên, Mộ Dung Kiêu đổi tên Vương quốc Bạch Tinh thành Đế quốc Bạch Tinh. Chính thức xưng đế, kỷ niên công nguyên trở thành quá khứ, con người bước vào thời đại Bạch Tinh, sau đó năm 998 Bạch Tinh. Toàn bộ con người lại nghe thấy được cùng một âm thanh, rất vinh hạnh được thông báo cho các vị cư dân trên trái đất, nhiều người cùng đăng nhập trò chơi chìa khóa kết thúc. Thịnh hành nhất vũ trụ, bây giờ bắt đầu bản chính thức này, ai ai cũng đều ngớ người ra, cái éo gì vậy cha,
từ beta tới chính thức gì mà lâu vậy, đã cập nhật chìa khóa mở của 1.0. Và ngay sau đó hàng vạn con quái vật từ trên trời rớt xuống trái đất kèm theo lời nhắn nhủ từ nhà phát hành rằng chúc các vị chơi vui vẻ và có bữa ăn ngon miệng với đám quái nhé. Và cứ thế những người chơi lại vào công cuộc oánh quái tới tụt mật, con người đã sống trong trò chơi lại bị rửa tội trong máu và lửa, mà lúc này ở một nơi nào đó. Ở một nơi nào đó mà không ai biết đến, mà cho dù biết đến cũng phải trả vờ không biết, vì ông tác giả muốn vậy, tại một nơi trông như miệng núi lửa. Một quả trứng đang được ấp ở nhiệt độ vài nghìn độ C, vỏ trứng đã nứt vỡ và kẻ đã được sinh ra, không ai khác là người hùng, anh hùng, thợ săn vĩ đại cấp SSS của thế giới này. Tiểu Kiếm hay tên thật là Hiểu Kiến, danh hiệu người giết rồng duy nhất của thế giới này phát huy tác dụng bằng cách hồi sinh Tiểu Kiến như một con rồng. Người giết rồng duy nhất của thế giới này, người giết rồng sẽ trở thành rồng. Người giết rồng lớn sẽ phải cộng hưởng với rồng mãi mãi, đây là chúc phúc hay là lời nguyền thì có Chúa mới biết. À còn ông tác giả biết nữa, khi rồng đen Nai Đốc còn sống, người chơi sẽ không chết. Và nhận được trạng thái giấc mơ của rồng, trạng thái này sẽ duy trì vĩnh viễn, Hiểu Kiến bỏ ra một chỗ. Ngồi trên một bãi cỏ xanh với khuôn mặt kiểu, what the hell, cái đếu gì thế? Chuyện này là như nào? Và đây là đâu, tôi là ai? Đột nhiên có một cục vàng say hello. Hiểu Kiến chạm vào thì bụp một cái, ta, con rơi vô cùng ngộ nghĩnh. Xin chào người chơi thân ái và quyết thắng, Hiểu Kiến giật nảy mình vì trần đời cha mẹ sinh ra tới giờ. Đây là lần đầu cậu thấy có con rơi nó biết nói như vậy. Rơi vàng tự giới thiệu, nó là tiểu khách, chuyên viên chăm sóc khách hàng độc quyền của Hiểu Kiến. Chân thành phục vụ Hiểu Kiến một cách không vụ lợi riêng, Hiểu Kiến nhìn tiểu khách thì thấy sao nó giống cái đôi dép lê hồi xưa mà cậu hay đi thế nhỉ? Còn tiểu khách không ngừng vây đi xung quanh đầu Hiểu Kiến, chỉ có người chơi xếp hạng cao nhất trong bản thử nghiệm mới có thể có được sự chăm sóc khách hàng độc quyền. Là độc nhất vô nhị, vì chỉ cần Hiểu Kiến gọi tiểu khách là cậu ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho ngài. Hiểu Kiến nhìn tiểu khách với biểu cảm hơi khó chịu. Ê mày, có thể bảo hệ thống cho tao đổi cái giao diện hỗ trợ khách hàng đi được không? Chứ nhìn mày tao đi ý cũng không trôi được. Tiểu khách nghe xong thì buồn tủi đến đau lòng mà khóc. Thật là thô thiển quá đi ư. Hiểu Kiến thấy thế liền bảo tiểu khách giải thích cái tình hình hiện tại đi. Và tiểu khách ngay lập tức bật mốt công việc lên luôn. Sau một lúc nghe thì Hiểu Kiến cũng hiểu ra mang máng rằng bởi vì bản chính thức của trò chơi nên là Boss Nai Đốc lại được hồi sinh. Và Hiểu Kiến hay chính là Tiểu Kiếm bởi vì có được danh hiệu sát long nhân mà chia sẻ mạng sống của cậu với con boss, cũng vì vậy mà lại được hồi sinh. Tiểu khách thêm vào là thông qua phân tích từ kho dữ liệu thì nó nhận ra trợ từ ngữ meo khá thích hợp có thể có tác dụng kéo gần khoảng cách với người chơi. Thế là đôi khi nó cũng kêu meo meo dù nó là rơi lèo bèo nhiều quá thì Hiểu Kiến cay cú mà bóp nó, véo nó lại mà kêu nó im đi được rồi nhé. Hiểu Kiến lại hỏi tiếp, nếu như rồng đen, con boss cứ sống mãi thì thế giới này sẽ ra sao? Tiểu khách liền trả lời, nếu thông qua tính toán có 99,764% khả năng trong 70 năm nữa, sẽ có 76,3% diện tích đất liền sẽ bị rồng đen Nai Đốc hủy diệt. Dân số trên trái đất sẽ giảm bớt đi dưới 8%, nhưng tiểu khách cũng an ủi Hiểu Kiến rằng, không cần lo lắng đâu, vì nó đã cài đặt hệ thống giết rồng để cung cấp được nhiều sự hướng dẫn hiệu quả tốt cho hành trình giết rồng của Hiểu Kiến. Và lợi ích mà Hiểu Kiến được thì chẳng có gì cả, dân số trái đất giảm dưới 8% thì chẳng liên quan gì tới Hiểu Kiến. Và cậu ta cũng chia sẻ sinh mệnh cùng con rồng đó. Cho nên là Hiểu Kiến sẽ đếch làm cái nhiệm vụ giết rồng nếu như cậu ta chẳng được cá mợ gì cả. Tiểu khách nghe xong thì chỉ biết câm nín mà thôi, vì dĩ nhiên vàng bạc. Kỹ năng sức mạnh, trang bị vũ khí đều có cả. Ngoài ra hệ thống sẽ cung cấp một lượng kinh nghiệm cực nhiều. Tiền trò chơi, sách kỹ năng cực phẩm, trang bị cấp truyền thuyết vô giá. Và quan trọng nhất là trợ thủ giết rồng của Hiểu Kiến sẽ do đời sau của cậu ta đảm nhiệm. Hiểu Kiến nghe xong thì đớ người ra, ê nè anh trai đây vẫn con zin mà lấy đâu ra đời sau, nhưng khoan. Thì ra Hiểu Kiến là một thằng phịch boy, bad boy chính hiệu. Khi 11 giờ 12 phút ngày 30 tháng 3 năm 2040 công nguyên, theo thời gian trái đất, một người phụ nữ loài người đã sinh nở thành công, sinh một em bé gái loài người, ghen người bố của cô bé là Hiểu Kiến. Cũng chính là nói Hiểu Kiến đã trở thành bố của một học sinh về mặt sinh học, cũng chính là nói mới làm sinh viên năm 2 mà cu cậu đã đi phịch con gái nhà người ta đến nỗi có bầu rồi. Khốn nạn thật, sau đó con gái của Hiểu Kiến lớn lên thành người, sinh ra hai đứa con trai và một người con gái. Bọn họ lại lần lượt sinh ra đời tiếp theo, từ đó huyết mạch sát long nhân của Hiểu Kiến được lưu truyền suốt ngàn năm tới giờ. Và cứ thế chúc mừng phịch thủ Hiểu Kiến đã có một gia tộc, nếu anh em nào muốn tạo ra một gia tộc như men thì nhanh chân lên nhé. Còn tại trung tâm quảng trường, hệ thống lại vang lên, thảm họa xảy ra, phó bản nỗi sợ tuyệt vọng boss rồng đen cấp SS Nai Đốc. Hiện tại rồng đen vẫn chưa thức tỉnh nên cấp bậc của phó bản chỉ là cấp C. Tại một quầy thuốc, một cô gái đang hỏi giá mua của bình thuốc hồi phục cấp B. Giá bán của nó là 100 đồng trò chơi một bình, còn mua 10 bình chỉ còn 950 đồng thôi. Cô gái không đủ tiền mua, liền dùng vật tổ tông truyền lại để đổi lấy 20 bình. Tên chủ quán cầm đồng xu lên với ánh mắt xem xét,
Từ xa một kẻ mặc áo trùm người đi tới chào hỏi cô gái, không ai khác chính là Hiểu Kiến. Cậu muốn hỏi cô gái đường đến nhà Nguyên Quan đi hướng nào, cô gái nghe xong thì liền tỏ ra lo lắng, liền trả lời, Hiểu Kiến đã đến muộn rồi, người nhà Nguyên Quan mấy năm trước đã chết hết rồi. Còn phía chủ quán liền cầm đồng xu lên nói, cô gái nhỏ à, thứ này được làm từ hợp kim, không đáng tiền, nhưng thương xót cô nên ông ta sẽ gán 12 bình hồi phục cho cô để đổi lấy. Ông ta liền đưa ra cái túi chứa 12 bình ra lên bàn, cô gái liền cầm lấy và chạy một mạch đi, chạy như kiểu tao đếch muốn nói chuyện với mày nữa vậy. Mặc cho Hiểu Kiến có kêu đợi chút đi chăng nữa, tiểu khách ở một bên thì thấy ngạc nhiên, rõ ràng Hiểu Kiến biết cô gái đó chính là cháu chắt của mình cơ mà. Hơn nữa cái huy chương kia rất đáng giá, đó là huy chương xã đoàn của Nguyên Quan Tiểu Kiếm 1000 năm trước, quả này thì ông chủ kia lời to rồi, sau đó Hiểu Kiến chẳng nói chẳng rằng. Liền bỏ đi, cơ mà trước khi đi cậu đã để lại một túi vàng, coi như là đổi lại lấy cái huy hiệu vốn thuộc về bản thân cậu ta. Cầm huy chương trên tay mà chửi thề, con miệng nó, phần thưởng rách gì còn chưa thấy, thế mà đã mất hơn 1000 đồng vàng để lấy lại huy chương rồi. Tiểu khách thấy vậy thì khuyên Hiểu Kiến đừng buồn bạn e y, ưu tiên làm chuyện chính sự trước, rồi tiền sau tiêu không hết thôi. Một lát sau đứng trên cao Hiểu Kiến đã thấy cô gái. Cậu liền chạy thục mạng đuổi theo cô gái. Cô gái xin dừng bước, nhà Nguyên Quan thật sự không còn nữa rồi sao? Không còn người đời sau nữa sao? Còn cô gái nghe thấy cũng chạy thục mạng. Tưởng đâu có kẻ háo sắc đuổi theo mình, vừa chạy cô vừa nói đừng có theo bà đây nữa. Thấy thế thì Hiểu Kiến liền rút dao ra mà phi nhanh tới chỗ cô gái. Không phải để khè dọa cô gái, mà là để chặn những phi tiêu kèm theo hỏa độn ám sát cô gái. Chặn xong Hiểu Kiến liền lạnh lùng kêu kẻ ám sát thò mặt ra đây. Từ phía khe cửa bắt đầu phát sáng, phóng ra một đường kiếm sáng màu vàng về phía cô gái. Hiểu Kiến vẫn dùng đoàn kiếm chặn lại dễ dàng. Hiểu Kiến quay ra nhìn cô gái. Không hiểu vì sao cô gái chỉ biết run sợ đứng yên trước kẻ thù đang định giết mình. Người thì bắt đầu chạy ra những thứ nước thay đổi dung mạo. Tên ám sát thì bắt đầu tới gáy, lại gặp mặt rồi. Xúc sinh của Trình gia, hắn với khuôn mặt biến thái bước ra. Đúng vậy, đúng là đã lâu rồi không gặp, Nguyên Quan Tiểu Nhã. Và đúng lúc đó khuôn mặt thật của cô gái đã hiện ra, cô tên Tiểu Nhã, con cháu nhà Nguyên Quan. Hiểu Kiến thấy thế thì liền nói qua, cô là người nhà Nguyên Quan, nhận định ra ngoài đổi vật tư lại còn biết dịch dung để che giấu thân phận. Lòng cảnh giác rất cao, chỉ là cấp bậc đạo cụ quá thấp, tên ám sát thấy thế liền lên tiếng, này này bây giờ không phải là lúc nói chuyện nhé. Búng tay một cái thì cả một quân đoàn liền xông ra từ tứ phía đến bao vây, hắn gáy nhẹ lần này không có ai liều mạng để bảo vệ cô nữa rồi, đại tiểu thư của tôi ơi. Tiểu Nhã thấy vậy thì có vẻ không hay rồi, nhưng Hiểu Kiến lại rất bình tĩnh, lấy nhiều địch ít ư, anh chuẩn bị bật mốt sát thủ lên rồi đó, đúng lúc hoạt động gân cốt. Nói Tiểu Nhã hay theo sát anh, rồi bật mốt lên chiến, nhưng Tiểu Nhã lại nắm lấy tay của Hiểu Kiến, rồi dùng cuộn trục truyền tống mà truyền tống đi trước sự ngỡ ngàng của đám binh lính. Tên ám sát tóc đó nhìn lên với khuôn mặt tức giận, hắn đã quá sơ suất rồi, phía bên Tiểu Nhã vừa đáp đất thì bị ngã sấp mặt. Hiểu Kiến thì đáp đất an toàn, vậy mà cô vẫn còn cuộn truyền tống, uổng công anh đây chuẩn bị đồ sát. Tiểu Nhã thấy vậy thì liền bảo Hiểu Kiến đừng có mà đi theo cô nữa, cũng đừng có vào thành nữa, đó là người kế thừa của Trình gia, không phải người mà Hiểu Kiến có thể ứng phó được đâu, nếu như có ngày sau thì nhất định cô sẽ báo đáp ân cứu mạng lần này. Sau đó thì vội vàng chuồn lẹ, Hiểu Kiến chỉ biết đứng hình, đã dùng truyền tống rồi thì chạy lẹ chi vậy, nhưng quả thực là lên chạy lẹ. Vì đằng bên thì lũ binh linh đã tới và trông thấy Hiểu Kiến rồi, lúc này Hiểu Kiến mới nhận ra đây là truyền tống hàng rởm, truyền được có 100 mét chứ nhiều. Còn Tiểu Nhã thì vẫn chạy thục mạng, cô phải chạy, chạy thật nhanh, cho dù chỉ còn có một mình cô thì vẫn phải sống, nhớ lại cái khuôn mặt của tên tóc đỏ. Cô càng quyết tâm phải chạy tới bên chị gái lúc này, nhưng có chạy thì Tiểu Nhã cũng bị vây khốn xung quanh mà thôi, đứng trước sự vây tứ phía, tên tóc đỏ lại gáy bẩn tiếp. Sao không chạy nữa đi đại tiểu thư à, muốn mua thuốc hồi phục thì nhân lúc này đi mua đi, chỉ cần có người đồng ý bán cho cô. Thấy thế tên chủ quán vừa nãy chỉ biết cúi đầu. 3 năm trước, trò chơi tuyên bố bắt đầu bản chính thức, quái vật đến tấn công, thành chủ Nguyên Quan gia phòng thủ không tốt khiến bạch tinh trong thành thương vong vô số. Dựa theo pháp luật của đế quốc thì tước đoạt vị trí thành chủ của Nguyên Quan gia, tịch thu nhà giáng làm nô lệ. Nhưng Tiểu Nhã lại gào lên, cho rằng tên tóc đỏ đang nói dối lúc quái vật tấn công thành. Bố của Tiểu Nhã giao cửa nam cho Trình gia thủ hộ, nhưng bọn chúng lại tham sống sợ chết, mở cửa chạy trốn. Tiểu Nhã chỉ tay thẳng mặt tên tóc đỏ, lúc đó Nguyên Quan gia phải thủ thành một mình, người lớn trong nhà đã chết vô số trên tường thành. Chỉ còn lại cô với chị gái, nhưng tên tóc đỏ chẳng quan tâm, phản bác rằng theo Tiểu Nhã nói thì chẳng phải sẽ có rất nhiều người chứng kiến thấy sự tích anh dũng của Nguyên Quan gia sao. Hắn nhìn tất cả người dân mà nói, các vị ở đây nói ra cho hắn xem, có phải như vậy không? Dưới sự trị vì của hắn, người dân trong thành này không lo cơm ăn áo mặc, an cư lập nghiệp, trên mặt cái ai ai cũng mang theo nụ cười. Tóc đỏ lại gáy tiếp, nếu như hắn thật sự có tội thì ai đứng ra chỉ hành vi sai trái của hắn đi,
Một đứa trẻ thấy hơi ngứa đít định nói ra sự thật thì bị mẹ bịt miệng nhanh chóng. Nếu dám nói thì cả nhà họ đời y đi ngay. Tóc đỏ thấy thế liền sờ đầu thằng bé với khuôn mặt không thể giả tạo hơn. Cô xem không có ai lên tiếng đúng không, nhưng lại có một người dám đứng ra, đó là Hiểu Kiến. Một mình một chỗ đứng ra tố cáo tên tóc đỏ, bỏ thành chạy trốn, bất trung bất nghĩa, tàn hại trung lương, vô đạo đức vô sỉ. Tổng thể mà nói thì tóc đỏ chính là tên tiện nhân đáng chết. Hiểu Kiến giơ nhón tay giữa lên thẳng mặt tên vô sỉ tóc đỏ. Tóc đỏ chỉ biết câm nín lặng người trong cay cú. Các người dân thấy một màn đó thì thắc mắc kẻ này từ đâu chui ra vậy, lại dám nói trình ra như thế. Không ngờ thật sự có dũng sĩ dám nói ra sự thật. Đáng tiếc thằng nhóc này không biết trời cao đất dày sắp đi đời rồi. Cho dù Nguyên Quan Tiêu Kiếm còn tại thế cũng không bảo vệ được cậu ta rồi. Tóc đỏ thì cắn răng cay cú, liền sai đám binh lính xông lên giết hết chúng nó cho hắn. Tiểu Nhã liền chửi thầm, khốn kiếp hết đường lui rồi. Thấy thế cứ tưởng Hiểu Kiến bật mốt chiến, nhưng không, cu cậu lại cầm tay Tiểu Nhã lên mà chạy trốn, chạy ra phía cửa thành. Khi chạy vẫn không quên, còn giơ ngón tay giữa ra để chửi tên tóc đỏ nữa. Một tên lính thông báo, báo cáo trưởng quản, tàn dư của Nguyên Quan gia đã vào phó bản rồi. Tóc đỏ cay cú liền oánh cho tên lính đó một trận, tao còn cần mày phải nói sao? Nó còn giơ ngón giữa chửi tao nữa đấy. Tóc đỏ không biết thằng nhóc tố cáo đó từ đâu chui ra vậy, giống như Nguyên Quan Tiểu Kiếm hiển linh chui ra vậy. Nhưng không, Nguyên Quan gia đã suy tàn từ lâu rồi. Sau đó hắn sai người đi lấy thông tin của nhân viên phó bản hiện tại ngay, cầm quyển bản mềm của nhà đăng ký lên. Tóc đỏ thấy được thông tin cụ thể, 239 Nguyên Quan Tiểu Nhã, thân phận người thường, không có cấp bậc, còn 240 không biết tên, thân phận là người chơi. Cấp bậc thì đang nhảy số, tất cả đều đang nín thở để xem số nhảy ngày càng cao. Tới hàng trăm hàng nghìn rồi, tất cả và cả người xem chúng ta đều tưởng tượng là phải 99 hoặc 999 đúng không, nhưng không. Hiện ra là cấp 0, tóc đỏ cạn con miệng nó lời, thấy thế đám binh lính cười ỉa ra, cấp 0 mà cũng dám làm anh hùng dẫn gái đi sao. Vào phó bản sợ là đến yêu tinh cũng không đánh thắng nổi mất. Quả thực hiện tại đám yêu tinh đang xông ra xiên đám Hiểu Kiến rồi. Hiểu Kiến thấy thế thì đúng là hoài niệm thật. Liền đinh rút con hàng ra chơi, nhưng chưa kịp thể hiện đã bị con cháu của mình qua mặt rồi. Chỉ một cái phớt tay thôi thì Tiểu Nhã cũng đánh bay được con yêu tinh ra. Tiểu Nhã còn quay ra nói, Hiểu Kiến mới vừa làm người chơi thôi, chắc đến oánh quái cũng chưa biết, thế mà lại dám đánh luôn quái cấp 5 sao ư. Muốn chết à? Sau đó Tiểu Nhã lại nghĩ, game này không giống như game bình thường. Cấp bậc mặc đinh của chìa khóa cuối cùng là 0, cấp 0 thì không có bất kỳ kỹ năng gì cả. Người chơi mới mà không có người hướng dẫn thì sẽ rất dễ bị chết trong thời kỳ này. Cũng được gọi là các cạm bẫy cấp 0, chẳng lẽ tên ở trước mặt mình thật sự là người bình thường mới trở thành người chơi sao? Nhưng Hiểu Kiến lại khẳng định rằng mình có thể chiến bọn yêu tinh này dễ dàng. Nhưng Tiểu Nhã vẫn chẳng tin, ôm đâu mà than rằng, tuy không biết vì sao mà Hiểu Kiến lại có thể trở thành người chơi được. Nhưng sao lại giống như ngủ một giấc tỉnh dậy thì đến máy chủ bản chính vậy? Không có kiến thức chung chung gì cả, chẳng khác gì gái mới lớn chẳng biết gì. Thế là Tiểu Nhã đành giải thích cho Hiểu Kiến nghe. Vệ binh, người thường và quái vật cấp thấp trong phó bản có tính quyết định không giống nhau. Hiểu Kiến có thể chiến thắng người bình thường một cách dễ dàng nhờ vào tố chất cơ thể của người chơi, nhưng bắt buộc phải dựa vào kỹ năng và trang bị mới có thể giết được quái vật cấp thấp này. Thấy thế Hiểu Kiến phản bác rằng Tiểu Nhã cũng chẳng phải là người chơi mà. Nhưng Tiểu Nhã lại giơ con hàng của cô ra, đây là cây súng chị của cô cho. Và Hiểu Kiến là người chơi liền có thể nhìn ra phần giới thiệu vật phẩm, đó là súng khát máu. Một đạo cụ cấp A, hút máu của chủ nhân, lấy đi tính mạng của kẻ địch. Dùng máu của người dùng để làm năng lượng, mỗi phát bắn cần ít nhất là 10ml máu tươi. Một lần hút càng được nhiều máu tươi thì uy lực của phát súng càng tăng mạnh. Cho dù có là người bình thường thì cũng có thể sử dụng được. Sau khi sử dụng sẽ trói buộc với người dùng, không thể bỏ trói buộc và không thể bán đi. Hiểu Kiến thấy thế nhìn có vẻ ghê ghê thì rén liền, có vẻ đau, cho nên không thể lãng phí. Bắn thêm vài phát vô quái nữa đi. Hiểu Kiến nghĩ trang bị mà người thường cũng có thể dùng, đây xem ra chính là át chủ bài của Tiểu Nhã rồi. Nhưng mà nếu mất đi hơn 1.200ml máu thì người sẽ có nguy hiểm về tính mạng. Cho dù mỗi lần chỉ dùng 10ml máu tươi thì cùng lắm Tiểu Nhã cũng chỉ bắn được 120 lần thôi. Quay sang hỏi Tiểu Nhã có dự tính gì chưa. Sau khi tiêu diệt yêu tinh thì Tiểu Nhã cầm bình ra mà hứng thuốc hồi phục. Vô phó bản cũng có chút lợi vì hạ gục tiểu quái có thể rơi thuốc hồi phục. Còn có xác suất thấp rơi ra giấy truyền tống nữa, cũng có thể có trang bị thích hợp với Hiểu Kiến. Tiểu Nhã định xử hết đám tiểu yêu này rồi hốt đạo cụ trang bị rơi ra, sau đó rồi tính sau. Nhưng Hiểu Kiến lại bảo còn có một khả năng khác nữa, đó là Hiểu Kiến lấy được chìa khóa cuối cùng trong phó bản, giúp cho Tiểu Nhã trở thành người chơi. Tiểu Nhã cười như khinh bỉ, được nếu như anh có thể lấy được nó, thì cô đây sẽ gọi anh một tiếng là lão tổ tông nhé. Tiếng nước tí tách rơi xuống dưới mặt đất trong một hang động u tối, cả Hiểu Kiến và Tiểu Nhã cùng nhau chui rúc bên trong, di chuyển càng lúc càng từ tốn hơn, hành động cũng có chút cẩn trọng.
còn đang định tiến lên trên, vừa nhìn thấy thứ trước mặt Tiểu Nhã lúc này liền đưa tay xuống ra hiệu cho người phía sau mau chóng dừng lại, nói cậu mau chóng nhìn về phía trước đi. Ngay sau đó, đập vào mắt cả hai chính là hai cửa hang lớn, một bên dẫn tới một vùng đất cằn cỗi, một bên lại hướng tới một khu rừng xanh tươi mơn mởn. Tưởng chừng như khi đối diện trước hai lựa chọn này, người bình thường sẽ chọn nơi có rừng có suối, vậy mà Tiểu Nhã lại nhắc nhở Hiểu Kiến kia tuyệt đối đừng đi về nơi có hoa. Nhưng tại sao cô lại nói như thế chứ? Hiểu Kiến đây chính là chưa hiểu mục đích của lời này. Chẳng có gì quá to tát, Tiểu Nhã lập tức đưa ra trước mặt Hiểu Kiến một tờ giấy lớn hỏi cậu đã mua cái này chưa, bên trên đó còn ghi một dòng chữ. Phó bản cấp C, thảm họa ập đến công lực nhanh chóng, thả tất cả quái vật các cấp lựa chọn hàng đầu giúp bạn thăng cấp. Cái này cũng là quá cẩn thận rồi đó, đến công lực cũng có luôn rồi. Mà lúc này, Tiểu Nhã liền đưa tay chỉ về phía trước nơi hang động mở ra khung cảnh như hoa kia mà giải thích một lần nữa cho đối phương hiểu. Phó bản cấp thấp của loại địa đồ cố định này đã có người tổng kết ra từ lâu rồi, những nơi có hoa nở kia tên là khu mộ hoa tươi. Đi qua đó sẽ kích hoạt đàn quái, rất thích hợp để tăng cấp, nhưng cả hai người họ căn bản không qua đó được. Khóe miệng Hiểu Kiến nhếch lên, quả nhiên phó bản của bản chính cũng chẳng có gì thay đổi cả, nhàm chán. Lúc này, Tiểu Nhã quay người dẫn đầu tiến về phía phó bản còn lại, miệng vẫn mở lời gọi Hiểu Kiến mau chóng đi theo mình hướng về phó bản hoang sơ kia. Bước chân bất giác dừng lại, đứng cách Hiểu Kiến một đoạn Tiểu Nhã liền cảm thấy có điểm không đúng, phía sau lưng còn vang lên tiếng sột soạt cùng bước chân càng lúc càng xa mình hơn. Ngay khi quay đầu nhìn lại để xác nhận người kia liệu có đang đi theo bản thân mình không, trong thoáng chốc Tiểu Nhã đã phải giật mình. Thật bất ngờ, Hiểu Kiến mặc kệ lời cảnh báo lúc nãy của cô, bây giờ lại tự mình tiến vào phó bản rừng xanh mơn mởn kia. Lập tức quay đầu lại chạy theo tiểu tử cứng đầu cứng cổ kia, bước chân của Tiểu Nhã cùng càng lúc càng nhau để đuổi kịp đối phương. Tiếp đó còn lớn giọng gọi cậu lại, anh đang làm cái gì vậy chứ, quay lại mau, không nghe cô nói à, nhưng chẳng thèm đáp lại, Hiểu Kiến vẫn một mức tiến vào. Còn Tiểu Nhã thì khỏi phải nói, vì mải mê đuổi theo người kia đã thật sự tiến vào bên trong phó bản mới đầu không dám vào, cuối cùng cả hai cũng vào phó bản này rồi. Ngay lúc này, khi Hiểu Kiến dừng chân lại, Tiểu Nhã còn một đoạn nữa mới đuổi kịp tới chỗ cậu. Bất giác đáy mắt của nữ nhân đây cũng long lên một đợt như đoán được có chuyện gì sắp xảy ra khi cả hai tiến vào nơi này, bọn họ lần này xong thật rồi. Không ngoài dự đoán, một đống quái vật từ yêu tinh đến mấy cục nước kỳ dị tức thì xông lên. Con thì gậy con thì nghiến răng há mồm định vồ lấy Hiểu Kiến trước mặt, lần này cậu sẽ làm mồi ngon cho bọn chúng sao. Nhưng đối diện trước nó, thanh niên kia chẳng có chút gì sợ hãi, cảm tưởng như cậu còn đang mong đợi lũ quái vật này. Ngay khi con yêu tinh cỡ lớn nhất trong số yêu quái xông tới nơi, lựa một đường cậu liền đưa tay tới túm vào cái đầu tròn xoe của nó. Sau đó một dùng một lực lớn mà phóng ra sau lưng con yêu tinh này, nhảy bổ lên đầu nó mà vuốt ve bằng một đường cắt dài đến bật máu. Ngay khi yêu thương nhau nồng cháy xong, Hiểu Kiến lập tức dùng chân lấy đà nhảy khỏi người con yêu tinh to xác kia. Tiếp đến, những lưỡi kiếm sắc bén của cậu múa lên hồi trong không gian, từng nhát cắt vung tới là bay đi mất một chi của yêu tinh. Tiếp đến nhát thứ hai là đầu, chém giữa ngực rồi tay chân, không một bộ phận nào cậu bỏ qua cả. Ngay sau khi ra tay với đám yêu quái kia xong, Hiểu Kiến tạo ra một hình dáng ngầu lời cắm đầu xuống đất thả trôi tự do. Sau đó xoay 360 độ mà đáp nhang xuống dưới đất, mọi thứ vừa nãy phải nói là diễn ra vô cùng nhanh chóng luôn đó. Chỉ trong một tích tắc khi đáp chân xuống dưới đất, hàng trăm giọt máu đỏ tươi bắn xuống như một cơn mưa rào, cùng với đó còn kèm theo cả topping đủ loại kích thước, hình dạng đặc sắc. Chứng kiến từ đầu tới cuối màn biểu diễn đầy kịch tính của đối phương, Tiểu Nhã đứng một bên còn chưa kịp ngăn cản cái gì đã đứng hình mất 5 giây. Chuyện này sao có thể chứ, tiểu tử kia hack game à, trước khi phách khủng bố của người kia, cô chỉ kịp ngồi phịch xuống dưới đất trong bất giác. Nét mặt từ đầu tới cuối vẫn chẳng thể nào trở lại bình thường vì quá kinh ngạc, có phải cô đã coi thường Hiểu Kiến kia rồi không, cậu ta lẽ nào là quái vật sao? Chỉ dựa vào tốc độ và kiếm pháp cơ bản của bản thân cũng có thể tạo thành nhiều sát thương cực hiểm trong thời gian ngắn tới như vậy. Có thật sự Hiểu Kiến chỉ mới có cấp 1 thật không? Sao có thể có được chỉ số cơ bản cao như vậy chứ? Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy điều đó đấy. Không quá quan tâm đến nét mặt hiện tại của Tiểu Nhã như thế nào, Hiểu Kiến tiếp tục quay đầu cười cười với cô. Cậu vẫn thấy là cách của cậu vẫn có khả năng hơn những gì cô bảo lúc nãy đó. Cho nên, trước khi hoàn thành nhiệm vụ kia, Hiểu Kiến có một món quà dành tặng cho Tiểu Nhã đây. Ngay sau đó, một cột gió lớn bùng lên xoáy mạnh tới nỗi làm thành một lốc xoáy lớn quấn sau lưng Hiểu Kiến kia. Tiếp sau đó bao quanh lấy thân thể của cậu trước ánh nhìn của Tiểu Nhã. Một tiếng thông báo lớn liền vang lên trong không gian, chúc mừng người chơi đã sử dụng đòn tấn công phổ thông hoàn thành giết được 50 con quái vật trong vòng 10 giây ngắn ngủi. Đạt được thành tựu ẩn của phó bản, chúa cứu thế của gió mạnh, hiện tại tặng phần thưởng. Nhìn thấy hình ảnh thiếu niên đang được bao bọc bởi gió lớn kia, Tiểu Nhã đã sốc tới độ đơ cả người. Miệng há to ra không khép lại được, hai mắt bất giác sáng lên trước ánh hào quang của đối phương, đây chính là đời sau của cô đó. Từ trong làn gió lớn kia,
một tia sáng màu vàng rực rỡ hiện lên chiếu thẳng vào đồng tử, thiếu niên đó chính là ai? Bất giác giọng nói trong tâm thức cô một lần nữa vang lên, trước khi cứu vớt thế giới, chơi cùng với đứa trẻ, cũng là nên mà đúng không? Như nhận ra điều gì đó, hai mắt Tiểu Nhã trợn lên hiện ra vẻ bất ngờ, cái thứ đang tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ kia, nó không phải là chìa khóa cuối cùng hay sao chứ? Mà trước điều này, Hiểu Kiến kia vẫn rất bình thản, nói Tiểu Nhã mau chóng cầm lấy chìa khóa và trở thành người chơi đi, sau đó cậu sẽ đưa cô đi để thăng cấp. Cứ thế, ánh sáng vàng kia càng lúc càng rực rỡ hơn trước mắt, chiếc chìa khóa như muốn chiếu sáng khắp nơi, nó chính là chiếc chìa khóa cuối cùng. Thứ mà ngàn năm nay, con người không màng tất cả đến để tranh đoạt nó, thứ mà bất kỳ kẻ nào cũng thèm muốn có được, cho dù phải dẫm đạp lên nhau cũng phải với lấy. Chiếc chìa khóa này chính là thứ mở ra cánh cửa của siêu phàm, mang đến sức mạnh tuyệt đỉnh, tiền tài và quyền lực, nghe hấp dẫn lắm đúng không nào? Nhưng những thứ hư ảo kia chỉ là điều trước mắt, chiếc chìa khóa này không phải là thứ tầm thường, nó đem đến cho con người danh vọng. Quyền lực thì nó cũng mở thẳng cánh cửa đến địa ngục, dẫn đến tai họa diệt vong, máu tươi và phản bội. Khoảnh khắc cầm lấy chìa khóa này và trở thành người chơi, tên của Tiểu Nhã sẽ xuất hiện trên bảng xếp hạng đó. Ánh mắt Hiểu Kiến bất giác trở nên lạnh lùng, chuẩn bị chiến đấu đến chết chưa? Nhìn thấy biểu cảm này, Tiểu Nhã nhất thời không nói ra được lời này, trong tâm thức bất giác nhớ lại hồi nhỏ. Khi còn ngây thơ chơi đùa với món đồ chơi trên tay, quay đầu nhìn lại đã thấy được bóng dáng của người đó, vì cô mà chiến đấu với quái vật. Người đó nhắc nhở cô, nếu sợ thì hãy trở về đi, lời này thật sự rất giống với những lời Hiểu Kiến đang nói lúc này, đây lẽ nào là sự trùng hợp. Bàn tay nắm chặt lấy ngọn cỏ trên đất, không, Tiểu Nhã chỉ là thấy nó rất xinh đẹp mà thôi, cô cũng đã từng có rất nhiều châu báu, nhưng không có cái nào có thể sánh được với cái thứ này. Trước ánh mắt của Hiểu Kiến, Tiểu Nhã liền đưa tay tới dần dần lại gần chiếc chìa khóa đang tỏa sáng trước mặt. Tức thì cả cơ thể cô như được hòa làm một với thứ đồ kia, cả hai trực tiếp hội tụ lại với nhau. Lúc này, tâm thức của Tiểu Nhã lập tức tỉnh dậy trong một không gian tăm tối mịt mờ. Tuy không rõ nơi này là chỗ nào, nhưng bước chân Tiểu Nhã chưa bao giờ là dừng lại. Cô cứ bước, tiến qua hết một đường dài toàn đuốc lửa, rồi lại đi vào trong một gian phòng đầy rẫy những bộ xương trắng hếu, tiếp đó là một căn phòng tràn ngập tiền vàng. Bước qua tất cả, Tiểu Nhã lúc này đã đi tới một cánh cổng lớn, nơi không mở cửa như những phòng trước. Đây chính là con đường mà chị gái của cô đã từng đi qua, nơi chị gái đã từng đến. Bước vào bên trong, một không gian rộng lớn đập vào trong mắt, chỉ có điều nơi này lại chẳng có một thứ gì cả, u tối và tĩnh lặng. Đưa mắt nhìn khắp bốn phương, Tiểu Nhã tức thì cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao ở đây không có ai nói gì cả. Nhưng cô lại hiểu rất rõ từng cánh cửa như thể bản thân là chủ nhân nơi này, cũng giống như kiểu sinh ra đã có kiến thức về nơi này rồi vậy. Nhìn về bên tay trái, hiện lên một bức tượng lớn, người đó chính là thợ rèn, người sử dụng các binh khí lạnh lẽo như đao, kiếm thương, là người chơi cận chiến. Vĩnh viễn chiến đấu ở tiền phương của đội ngũ, bên tay phải là tượng của một nữ nhân, đường nét vô cùng mềm mại, cô chính là xạ thủ, người dùng các vũ khí ở khoảng cách xa như cung nỏ. Là người chơi tầm xa, giống như tinh linh bên trong khu rừng vậy, kỹ năng bắn cực giỏi, có năng lực bắn một mũi tên quyết định được thắng hay thua. Tiếp đó ở bên khác, bức tượng một người đàn ông bịt mặt với cây đàn trên tay, anh ta chính là thi nhân, là người chơi khống chế, sử dụng nhạc khí làm công cụ. Dùng âm nhạc để trợ giúp quân ta, đồng thời gây ra ảnh hưởng tiêu cực với quân địch, bọn họ là đội ngũ không thể thiếu trong tất cả những đội ngũ. Tiếp đến là bức tượng của người làm vườn, là người chơi hệ triệu hồi, khế ước với ma thú, ma thực, một người cũng có thể có một đội ngũ, bọn họ luôn có thể rút lui an toàn. Bức tượng tiếp theo là ma nữ, là người chơi pháp sư, sử dụng pháp thuật hoa lệ gây ra sát thương lớn. Còn cái hình tròn với một con mắt này chính là người theo đuổi ánh sáng, người thân của mặt trời, câm lặng thuần trắng với vạn vật. Bên trên là bức tượng với đám mây và ngôi sao, nó chính là người gác đêm, tình nhân của trăng sao, lập lời thề hắc ám với bản thân. Đến lúc này, Tiểu Nhã cũng đã nhận ra cô biết bản thân mình nên đi đâu rồi. Ngay sau đó, Tiểu Nhã liền thả ra chiếc chìa khóa trong tay mình về phía người gác đêm kia. Ngay tức thì, một luồng sáng rực rỡ bùng ra trước mặt chiếu rọi khắp nơi, tình nhân của trăng sao, người gác cửa đêm dài, cánh cửa đã được mở ra. Lúc này, đứng trước mặt của Tiểu Nhã là một cô gái, tiếng nói cứ vang vọng trong không gian, thề đi, thề đi. Tiểu Nhã đã nghe thấy lời này, sau đó liền đưa ngón tay về phía người kia, khi hai ngón tay chạm vào với nhau ánh sáng nhẹ nhàng le lói. Không hướng về người khác, chỉ hướng về mình, lập lời thề cả một đời. Ảo mộng đột nhiên biến mất sau lời thề, Tiểu Nhã bất giác quay đầu nhìn lại phía sau đã thấy Hiểu Kiến đang khoanh tay nhìn mình chằm chằm. Lựa chọn không tệ, chào mừng cô, ID 177-786-546-241 nguyên quan Tiểu Nhã, chào mừng bước vào thế giới chìa khóa cuối cùng. Mà ở phía bên này, thông báo của hệ thống cũng vang lên bên tai một người đàn ông bí ẩn, khiến hắn ta tay bóp chặt vào ghế. Rồi lan tới cả chỗ thiếu niên tóc đỏ đang chiến đấu với yêu tinh, và điển hình là lão già đầu hói đang và bôm bốp vào mặt cô gái tóc đỏ này vô cùng tức giận.
tay quấn lại cọng dây thừng làm bằng sức mạnh của bản thân. Trước thông báo Tiểu Nhã bước vào thế giới chìa khóa cuối cùng kia khiến lão ta càng lúc càng không thể bình tĩnh. Một lần nữa, lão ta dùng roi của mình đánh mạnh vào cửa sổ khiến cho một ngọn lửa lớn bùng lên. Từ một lỗ lớn mới được tạo ra trên trường, lão già đầu hói này vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay. Một viên ngọc màu đỏ được siết chặt lại, ngay sau đó với sự tức giận của kẻ kia mà bị bóp nát tới vỡ vụn, lửa từ đó mà bay lên tạo thành hình một con chim nhỏ. Không thể kiềm chế được cơn giận của bản thân, lão già này lập tức cau mày nhăn nhó mà quát lớn, Trình Trì, lão không quan tâm tên đó dùng cách gì, mau chóng giết nó đi lập tức. Tiếng hét từ con chim đỏ vang lên sau đó biến mất, tên Trình Trì choáng váng cả người mà ông lấy đầu hoảng sợ. Khi không còn tiếng càm ràm của lão già hói kia, tên này liền lấy ra từ trong vạt áo bằng đôi bàn tay đã cháy xem ít lông. Sau đó mở cái mồm toàn răng của mình lớn giọng quát lại lũ thuộc hạ bên cạnh. Tất cả còn ngẩn ngơ ra đấy làm cái gì nữa không thấy tình hình đang rối rắm lắm sao, Tiêu đội trưởng vào phó bản với hắn, nhanh lên. Cứ vậy, một cánh cửa lớn liền được mở ra, Trình Trì kia tay nắm chặt mà xé rách cuộn giấy trên tay một chút, trực tiếp dẫn đầu đám binh lính phía sau tiến vào phó bản. Hệ thống lúc này lại vang lên thông báo cho tất cả, người chơi Trình Trì dùng đạo cụ cuộn giấy người theo dõi vượt tuyến cấp A để vào phó bản lần này. Nhắc lại lần nữa, người chơi Trình Trì và những đồng đội khác đã vào phó bản lần này, không biết bọn chúng muốn làm gì đây. Và đương nhiên, thông báo này cũng đã tới tai của Hiểu Kiến và Tiểu Nhã, rốt cuộc sắp có biến gì nữa đây. Lúc này, lật mở trang sách với những dòng chữ như tổ của tai ách, cửa gầm thét, đường hài cốt, nghĩa địa hoa, lối vào. Theo như những gì trong sách miêu tả, Hiểu Kiến quan sát một hồi trong đầu lập tức tính toán. Chỉ cần cậu thông qua cửa ải thứ ba có tên gọi là tổ tai ách, chỉ có như vậy là có thể tìm được Ni Hóc rồi, còn về hiện tại thì... Vừa mới nghĩ tới đây, Hiểu Kiến liền cảm nhận được một làn hơi thở thum thủm chui vào mũi mình. Đưa mắt nhìn lên, ngay tức thì đứng trước mặt của cậu và Tiểu Nhã lại là một con quái vật khổng lồ. Ánh mắt đỏ ngầu của nó nhìn cả hai vô cùng âu yếm, đã vậy còn nở ra một nụ cười trích ngừa và hơi thở thơm ngát vị sunlight. Không kiềm chế được cơn đói nữa, con quái này tức thì gầm lên một tiếng gầm lớn, sau đó còn há cái hàm răng trắng bóc của mình lên. Chỉ có điều, răng trắng thì trắng thật đó, chứ hơi thở này là không thể chấp nhận được. Đã bao lâu rồi con cờ hó này không thèm đánh răng vậy chứ? Đối mặt trực diện với hơi thở nồng nàn đằm thắm kia, Hiểu Kiếm đã không kìm được đưa tay lên mũi bịt lại. Một bên thì phẩy phẩy cho bay bớt mùi đi, con cờ hó này có bao giờ suy nghĩ đến chuyện đánh răng trong đời không vậy? Trước kia con thú canh cửa tốt xấu gì cũng là chó ba đầu địa ngục ngầu lòi, thật không ngờ bây giờ đã sa sút đến nỗi chỉ có con sói zombie khổng lồ này thôi sao? Ở một bên, một tên đàn ông đang hèn hạ núp sau một tảng đá lớn nghe được lời kia của Hiểu Kiến lập tức đâm ra tò mò, sói zombie khổng lồ sao. Ngay lúc này, tên đàn ông này liền ló cái đầu của mình ra quan sát trận chiến gay cấn của hai người kia với chó gác cổng. Theo như anh ta biết boss trung đạo cấp 15, cho dù là lực tấn công, tốc độ hay là ma pháp, đều không phải là thứ mà người chơi cấp 1 có thể đối phó được. Tuy làm tiên phong rất nguy hiểm, nhưng tên này lại nhận ra được điểm hay trong việc này của mình. Chỉ cần hắn ta giết được hai kẻ kia ở đây thôi là về nhà có thể thăng chức rồi đó, nói không chừng gia chủ Trình gia cũng có thể xem trọng hắn ta hơn một chút đó. Mà ở phía bên này, khi con cờ hó kia định vung vuốt của mình lên tấn công một đòn xuống bên dưới đất, uy lực mạnh mẽ khiến cho mặt đất rung chuyển không ngừng, chỉ có điều mạnh tới cỡ nào vẫn chẳng thể đánh trúng Hiểu Kiến đây được. Với tốc độ và sự nhạy bén trong phản ứng, cậu đã dễ dàng tránh sang một bên, đã vậy còn không quên nhắc nhở Tiểu Nhã đừng tránh ngay lập tức đòn tấn công của con thú này. Lợi dụng đà lao mạnh về trước của đòn tấn công của nó có thể ngăn chặn kỹ năng. Tiếp sau đó, Tiểu Nhã vừa tránh đòn tấn công kia, cô vừa quay người tiện tay rút súng trên đùi của mình ra, nhắm thẳng về con cờ hó trước mặt mà bắn bằng bằng. Nhìn thấy cô gái kia đang cố gắng trợ giúp, khóe miệng Hiểu Kiến liền cong lên, động tác của cô hiện tại vẫn còn cứng quá, nhưng phải công nhận cô rất dũng cảm. Nhớ lại lúc trước khiến cho cậu thật sự hoài niệm thời gian dẫn người mới của công hội đánh phó bản, cũng là luyện tập y như Tiểu Nhã như vậy. Đánh quái vượt cấp là cách huấn luyện dồn ép tiềm năng dễ dàng nhất trước khi trùng phùng với Ni Hóc, để cậu rèn luyện cho vị đại tiểu thư này đi. Bước đầu tiên trở thành người chơi chính là thích ứng với việc chịu đau và chảy máu, Hiểu Kiến sẽ không mềm lòng đâu. Ngay lúc này, Tiểu Nhã kia bất giác bị con sói kia một đường làm cho bị thương, Hiểu Kiến còn đang lẩm nhẩm trong lòng, vừa nhìn thấy cảnh này lập tức tức điên lên, hai mắt tỏa ra ánh sáng nguy hiểm. Con chó này mày muốn chết rồi à? Không suy nghĩ nhiều nữa, Hiểu Kiến với cơn giận dữ của mình lập tức xông lên một dao đâm mạnh vào đầu con chó kia làm cho nó bất giác phụt ra ít máu. Đến lúc nhận thức được hành động của bản thân, Hiểu Kiến mới giật mình nhận ra cơ thể của cậu vậy mà tự ý hành động rồi. Tiêu diệt thành công con chó kia, Hiểu Kiến lập tức nhảy xuống bên dưới đất. Xung quanh lúc này từ thân xác của con sói kia cũng rơi ra liên tiếp những vật phẩm quý. Ngay lúc này, một luồng khí bao quanh lấy cả người Tiểu Nhã, cùng với đó là lời thông báo của hệ thống. Cô đã thăng cấp đến cấp 5, học được kỹ năng xiềng xích ám ảnh.
Ngay khi nhận thức được điều diễn ra với bản thân, Tiểu Nhã đương nhiên vô cùng vui mừng, cô vậy mà thăng cấp lên cấp 5 rồi sao? Trước vẻ mặt này của đối phương, Hiểu Kiến chính là toát mồ hôi hột. Đúng vậy đó, lúc nãy cậu nhất thời tay nhanh hơn não, hai, đều tại cậu giết con sói này thành thạo quá mà. Lúc này, hai mắt của Tiểu Nhã bất giác sáng lên rực rỡ, tuy cô không biết rõ thân phận của anh trai đây, nhưng cô vẫn muốn gửi lời cảm ơn tới cậu. Sau đó liền chỉ xuống những thứ vừa rời ra từ cơ thể của con sói zombie kia, cô liền mời cậu lấy những món đồ này luôn đi. Mà ở phía bên này, mọi hành động của hai người cũng đã bị tên đàn ông ở hòn đá lớn kia chứng kiến hết. Nhưng mà hiện tại, cái mưu hành kế bẩn muốn giết hai người thủ tiêu đã không còn nữa rồi, thay vào đó là nét mặt không thể nào thẳng thốt hơn của hắn. Lập tức trốn lại về phía sau tảng đá lớn, tên đàn ông này liền đưa hai tay lên ôm lấy đầu của mình hoang mang, một chiêu giết chết sói zombie khổng lồ sao. Cho dù có là người chơi cấp 30, không người chơi cấp 40 cũng không thể làm được chuyện này một cách dễ dàng như thế. Không còn cách nào khác, tên đàn ông này liền dò dẫm bò trên mặt đất định rời đi, bây giờ chuồn là thượng sách, nếu như không chuồn ngay và luôn thì sẽ bị hai người kia phát hiện ra mất. Ở phía bên này, Hiểu Kiến dựa người vào gốc cây đối diện nhìn Tiểu Nhã mà cất lời, hỏi cô đã học được xiềng xích ám ảnh đúng chứ, bây giờ, hướng 4 giờ hãy sử dụng kỹ năng của mình đi. Nghe theo lời của Hiểu Kiến, Tiểu Nhã tức thì sử dụng sức mạnh của bản thân mà bắn ra một cái xích nhỏ, ngay sau đó quấn chặt lấy thân xác của tên đàn ông đang bò trên đất kia. Nhanh chóng kéo hắn lại trước mặt Hiểu Kiến, cậu vừa nhìn đã vô cùng hài lòng vì kỹ năng này của Tiểu Nhã, công cụ dạy mới không phải là đã đến rồi sao. Lúc này, hơi thở càng lúc càng trở nên dồn dập, một chút máu tươi liền rơi ra, tên đàn ông kia ánh mắt không rời khỏi đối phương mà tuyên bố, lại thắng nữa rồi, đây đã là lần thứ 10 rồi đó. Mà đối diện với hắn, Tiểu Nhã có chút tả tơi nhưng vẫn không từ bỏ, sau đó đưa lên miệng một chai nước tu ửng ực. Cô sẽ không từ bỏ như vậy đâu, hồi phục sức xong rồi thì chiến đấu tiếp thôi. Ngay sau đó, cô liền tung ra kiếm ám ảnh của mình tấn công về phía trước. Đối với đòn này, tên đàn ông kia vội vàng rút kiếm của mình ra chắn lấy, hắn có thể thắng được 10 lần, cả 20 lần, nhưng hắn liệu có thể thắng được 100 lần hay là không đây? Nhớ tới con chuột nhỏ bị vờn tới chết trong tay mèo lớn, tên này không khỏi run sợ. Bản thân hắn cũng giống như con chuột nhỏ kia, bị con vật ăn thịt lớn bắt về để cho con nhỏ của nó luyện tập vậy đó. Lập tức vùng kiếm xông lên trên, ngay sau đó tên này liền phóng ra ám khí về phía Tiểu Nhã. Nhưng rất nhanh, ám khí của tên này liền bị một đồng xu đánh chật ra, đến tư cách quyết chiến một trận sống chết cũng không có như tên đàn ông kia, chỉ là một công cụ dạy học mà thôi. Lúc này, nhìn chăm chăm vào ngón tay vừa búng đồng xu, Hiểu Kiến liền lên giọng nói Tiểu Nhã tiếp tục luyện tập. Nghe tới điều này, tên kia chính là tuyệt vọng tột độ rồi, lập tức quỳ hai chân xuống dưới đất mà khóc lóc cầu xin đối phương tha cho mình đi mà. Cứ vậy, nòng súng của Tiểu Nhã bắn ra một đường trực tiếp xuyên qua cánh tay của tên kia. Hai người này thật sự là quái vật thật rồi, không có từ bi, không có máu và nước mắt, hắn liệu nào sẽ chết sao, thật sự là chết ở đây rồi. Nếu đã như vậy thì tên này phải bắn tín hiệu, thông báo cho những người khác không thể đến đây nộp mạng mới được. Ngay sau đó, viên đạn của Tiểu Nhã một lần nữa xuyên thẳng qua người của tên này, cùng với đó là nụ cười bỉ ổi của tên kia, vì sao hắn phải thông báo cho bọn chúng biết chứ. Ngay lúc này, hệ thống liền vang lên thông báo, ID 34177894551 tiền phi tử vong. Nghe được thông báo này, tên Trình Trì ở một bên với thuộc hạ không khỏi bất ngờ, thằng nhóc đó không phải rất giỏi lẩn trốn sao, sao lại chết rồi. Mà hiện tại, đám người này hoàn toàn không nhận được tín hiệu nào từ tên kia, dựa theo phân tích, khả năng cao là đã bị chết bởi sói zombie khổng lồ của cửa ải thứ hai. Đến lúc này thì tên Trình Trì liền ra lệnh, tất cả dừng nghỉ ngơi, tiến nhanh về phía trước đi. Tốc độ công lực của bọn họ nhanh hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều, không biết ông nội của hắn có dùng hành động khác không. Sau khi vượt qua cửa ải thứ hai, cánh cửa gầm thét, người hùng giết rồng và đời sau của anh ta đã đến cửa ải thứ ba, cũng là cửa ải cuối cùng. Nguyên quan Hiểu Kiến và nguyên quan Tiểu Nhã đã đến cửa ải thứ ba tổ của Tai Ếch rồi. Mà nơi đó, thứ đang chờ đợi bọn họ chính là... Tên béo đầu chọc này vừa nhìn thấy hai người liền bắt đầu lên tiếng, phụng lệnh của đội trưởng đến dây bắt trọng phạm bị truy nã, ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống đi, như vậy thì sẽ bớt chịu khổ hơn ấy. Lúc này, Tiểu Nhã bên cạnh Hiểu Kiến vừa nhìn thấy ba kẻ kia không khỏi cẩn trọng, ba người đó là ưng khuyển của gia chủ Trình gia đó. Đều là người chơi, vũ khí cũng rất đặc biệt, hơn nữa kỹ năng lại bù trừ cho nhau, rất khó để đối phó. Trước lời này, Hiểu Kiến chỉ ồ lên một tiếng, ngay sau đó ba tên kia liền trực tiếp lên trời gặp ông bà. Bước đi cùng với Tiểu Nhã, Hiểu Kiến liền quay sang hỏi cô đã học được chưa, ở trong phó bản này, môi trường địa hình có lợi là cực kỳ quan trọng. Mà hiện tại Tiểu Nhã đã tăng lên cấp 9 rồi, quái vật tiếp theo cô vô cùng tự tin bản thân có thể đích thân xử lý. Vừa mới nói hết lời, khắp mặt đất bất giác truyền tới một đợt rung chuyển, ngay sau đó từ bên dưới mặt đất chui lên những con quỷ kỳ dị xông tới chỗ hai người trước mặt. Cửa ải thứ ba là ải kết hợp,
đã giải quyết boss thủ quan và cơ quan cạm bẫy, bây giờ cả hai chỉ còn lại một đám tiểu quái cuối cùng. Cấp bậc hiện giờ của Tiểu Nhã, giải quyết đám nhỏ này không thành vấn đề gì cả, đương nhiên tiền đề là nếu không ngoài ý muốn. Ngay lúc này, từ trên trời bắn xuống những cột sáng lớn, ngay sau đó liền ghim chặt trên mặt đất tạo thành một cái lồng bao quanh lấy vùng đất nơi đây. Trước cảnh này, Tiểu Nhã có chút ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại, tiếp đó kẻ xuất hiện trước mặt cô liền vang lên giọng nói bỉ ổi của mình. Chào mừng nguyên quan Tiểu Nhã, chào mừng cô đến với lồng bát giác vô hạn lâm thời của Trình Chỉ Hán đây. Lồng bát giác vô hạn lâm thời này chính là một đạo cụ cấp A, là đạo cụ dùng một lần, tạo thành một khu vực lồng bát giác trong phó bản. Chỉ khi lượng máu của sinh vật ở trong lồng bát giác còn một thì mới được giải trừ, không thể bị đạo cụ dưới cấp A phá vỡ. Truyền thuyết tại ngàn năm trước, con người vì để mua vui đã chiến đấu ở trong lồng bát giác, máu tươi của bạn lại để mua vui cho ai vậy? Nhìn thấy tên kia, Tiểu Nhã lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét của mình, để đồng đội làm pháo hôi, còn bản thân lại là người kết liễu sao? Đúng là tác phong của hắn đấy, Trình Chỉ à, nghe thấy đối phương mỉa mai mình, tên Trình Chỉ này lập tức cất cái giọng the thé của bản thân hắn lên. Đại tiểu thư ơi, cô vẫn nên nhìn xung quanh đi, cô thăng 9 cấp trong một ngày, có cách để đối phó hắn với tiểu quái cùng một lúc không đây? Hay nói là chỉ có thể đợi người chơi có lai lịch không rõ kia đến cứu chứ? Lúc này, Hiểu Kiến ở bên ngoài lồng liền vung tay đánh vào nó một cái, chỉ có điều ngoài những tia điện hiện lên thì cái lồng này hoàn toàn không bị làm sao cả. Thấy tiểu tử kia hành động ngốc nghếch như vậy, tên Trình Chỉ liền nhún vai mỉa mai, đây là đạo cụ cấp A đấy, không phải là trang bị rách nào cũng có thể làm cho nó bị rách được đâu. Nghe thấy lời này, Hiểu Kiến lập tức quay người bước đi, để lại Tiểu Nhã ở bên trong lồng ánh mắt nhìn không rời, chỉ có điều cô vẫn chẳng có chút biểu cảm nào khác. Nhìn thấy đối phương lạnh lùng bỏ lại cô tiểu thư nhỏ ở lại nơi này, tên Trình Chỉ kia coi bộ hả hê lắm, tiểu tử kia cũng coi như là biết điều đó, có phải như vậy là ngoan không? Nhưng trước lời đó, khóe miệng Hiểu Kiến chỉ nhếch lên cao không nói, coi bộ cậu đang có tâm tư gì chăng? Lúc này, tên Trình Chỉ kia tiếp tục cất lời, cứu binh duy nhất của đại tiểu thư đây cũng đi rồi, tiếp theo, cô định làm thế nào đây? Trong khi hai người kia đối đầu với nhau, Hiểu Kiến vẫn bình thản tiến vào hang động sâu hoắm này, cứ vậy cất lời hỏi thứ bên cạnh, bây giờ người chơi rời khỏi chiến trường sao? Mà theo như tính toán của gấu nhỏ, khi người chơi rời khỏi chiến trường thì xác suất sống sót trong trận đấu lần này của trợ thủ nguyên quan Tiểu Nhã là. Còn chưa kịp nói hết, bất ngờ Hiểu Kiến dừng lại, đối diện trước mặt cậu chính là một cái lưới rắn lục. Vươn tay về phía trước, đám rắn kia liền há to cái mồm ra định cắn, nhưng trước áp bức kinh người này cả lũ liền rụt vòi lại, sau đó tự nguyện mở cửa cho cậu tiến vào. Đi vào bên trong, Hiểu Kiến đã có thể nhìn thấy chính giữa khu đất được bao bọc bởi nhiều vòng dung nham chính là một quả trứng lửa nóng hổi. Nhìn thấy thứ này, gấu nhỏ bên cạnh liền cất lời chúc mừng Hiểu Kiến đã phát hiện ra trứng của Nihok, bây giờ cậu hãy đạp vỡ quả trứng và giải cứu thế giới đi. Quả trứng rồng còn 7 phút 34 giây nữa sẽ nở, Hiểu Kiến cũng là mau nhanh tay đi. Đến lúc này, Hiểu Kiến vẫn vô cùng bình thản, từ trong người lấy ra một lon nước, mặc cho tiểu tử bên cạnh thúc giục, cậu một hơi tu ừng ực lon nước kia, sao mà phải vội vàng như thế chứ? Sau một hơi dài, Hiểu Kiến liền thở ra một hơi, vội vàng thúc giục cậu đồng quy vô tận với Nihok như vậy sao, bình tĩnh đi. Nhìn vào ngọn lửa đang phập phùng kia, Hiểu Kiến tiếp tục cất lời, sao lại không ra đây chứ, xem ra cậu đoán không có sai. Nhớ lại lúc trước, Hiểu Kiến nét mặt trầm xuống, lúc cậu nói cùng chung sinh mệnh với rồng. Gấu nhỏ kia cũng chẳng hề bác bỏ lời này của cậu, chỉ chuyển sang một chủ đề khác, chứng minh tiền đề này phần lớn là chính xác. Đưa lon nước ngọt lên miệng tu ừng ực, Hiểu Kiến tiếp tục phà ra một hơi, bàn tay bóp mạnh lon nước cuối cùng trên tay mình. Nhìn thấy biểu cảm kia, gấu nhỏ đương nhiên thấy có lỗi, cũng chẳng dám nói thêm lời nào. Lúc này, quả trứng rồng kia lập tức có chuyển động, chỉ thấy Hiểu Kiến vứt cái lon nước trên tay vào trong lửa đỏ trên đó, tiếng xèo xèo cứ vậy vang lên. Ở phía bên này, sau một hồi đấu đá với cả quái trong phó bản và đối phó với tên Trình Chỉ kia, Tiểu Nhã quả thực đã kiệt sức vô cùng, hiện tại chỉ còn nằm thở ở trên mặt đất, cứ vậy mà đưa mắt nhìn về đối phương. Nhìn thấy nữ nhân kia khó khăn như vậy, tên Trình Chỉ này càng khoái chí, liên tục nói những lời khiêu khích đối phương. Hắn thật không ngờ đại tiểu thư gia tộc lại yếu đuối đến như vậy. Cô thật sự có xứng đáng với họ nguyên quan sao? Trước lời khiêu khích kia, Tiểu Nhã tuy rằng toàn thân xây sức không còn đứng nổi nữa, cô vẫn gồng mình lên khỏi mặt đất. Cấp bậc của cô mặc dù kém hơn 2 cấp, nhưng độ thành thục cũng không cách quá xa nhau là bao, tổng số kinh nghiệm mà đội thu được sẽ không thay đổi. Game sẽ dựa theo đóng góp mà tiến hành phân chia, nhưng không hiểu vì sao, người đó lại không hề thăng cấp. Ánh mắt Tiểu Nhã vẫn hướng thẳng về phía tên đàn ông trước mặt, nhưng trong tâm trí không ngừng nghĩ về Hiểu Kiến. Một mình cô độc chiếm tất cả kinh nghiệm có được mới có thể một lần thăng tới cấp 9 như bây giờ, người trưởng thành trong một ngày và người bỏ ra thời gian luyện tập một năm là không thể giống như được. Còn chưa kịp đứng hẳn dậy, bất ngờ lũ quái trong cái phó bản này trực tiếp xông lên muôn xé xác Tiểu Nhã ra, nét mặt con nào con nấy cũng phải nói là háu đói vô cùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tên Trình Chỉ kia coi bộ sung sướng lắm,
Hắn sướng tới nỗi những lời nói ra là kèm theo ít nước miếng bay ra khỏi cái miệng toàn râu. Thật biết ơn những trợ thủ đắc lực của hắn, nếu không nhờ bọn chúng thì hắn sao có thể nhìn thấy cảnh này của đại tiểu thư tiểu nhã kia được chứ. Ngay lúc này, tên Trình Chỉ liền thu tay ra phía sau lấy đà chuẩn bị đánh tới. Trước khi ra tay, tên này coi bộ tính toán kỹ lưỡng lắm. Trước khi hắn động thủ với đối phương, với tình hình lúc này, Nguyên Quan Tiểu Nhã đã đánh quái một thời gian rồi. Chỉ cần hắn không làm cho quái vật bị thương, kẻ thù của nó cũng không dịch chuyển. Chuẩn bị đi, nữ nhân kia, hãy đón lấy cú đòn tấn công sấm sét của hắn đi. Không còn chần chừ thêm nữa, tên Trình Trì này lập tức phóng ra một ám khí xoay tít thò lò, tiếp đó bắn mạnh về phía Tiểu Nhã kia cắt lấy một đường. Trước công kích này của đối phương, Tiểu Nhã ban đầu đã không còn chút sức lực nào, hiện tại lại còn phải chịu thêm công kích từ hai phía. Đương nhiên thân thể của cô nào có thể chịu đựng được, lập tức bắn mạnh về phía sau đập thẳng người vào vách đá. Sau đòn công kích kia, khắp người Tiểu Nhã chằng chịt những vết xước, từ khóe miệng cũng chảy ra một vệt máu dài. Hệ thống cũng vì thế mà hiện lên cảnh báo đỏ, điểm phòng ngự đã hạ xuống 15 điểm, người chơi tiến vào trạng thái trúng độc. Nhìn thấy thông báo này, tên Trình Trì kia càng lộ ra biểu cảm hả hê của mình mà hú lên mấy tiếng. Không ngờ rằng tiểu thư của Nguyên Quan gia lại có thể nhếch nhác như thế này đấy, trông có thú vị không chứ? Không nói nhiều với tên đàn ông bỉ ổi kia, Tiểu Nhã lúc này run rẩy đưa tay về phía trước, ngay sau đó từ giữa lòng bàn tay được cô bắn ra một sợi xích dài tấn công về phía trước. Thấy nữ nhân kia đánh trả mình, tên Trình Trì đương nhiên đâu chịu đứng yên hứng đòn, hắn lập tức tốc biến tránh khỏi dây xích kia. Cứ như vậy, khi Trình Trì thoát được phản công, để cho dây xích dài quấn chặt vào cột đá đằng sau, hắn liền đứng trước mặt mà huênh hoang thể hiện ta đây. Đại tiểu thư ơi là đại tiểu thư, cô hình như không hiểu rõ nhỉ, thợ săn có kỹ năng dịch chuyển đó nha. Nhưng lời còn chưa kịp nói hết, ánh mắt tên đàn ông này bất giác mở ra, sau đó hiện lên vẻ hoảng hốt, từ lúc nào dây xích của Tiểu Nhã đã vung tới chỗ của hắn rồi. Tiếp sau đó, trong sự bàng hoàng của tên đàn ông kia, Tiểu Nhã lập tức vùng lên cháy vụt sang ngang, cùng với đó cô cầm súng nhắm bắn thật chuẩn. Không để cho tên tóc đỏ kia phải chờ đợi lâu, tức thì Tiểu Nhã xông tới bắn về phía hắn liên tiếp những viên đạn nhỏ. Đến lúc này thì to mồm nữa đi, tên hèn kia, nãy gáy to lắm mà. Không thể tránh được đòn tấn công của Tiểu Nhã, tên Trình Trì này chỉ biết đưa hai tay lên chắn lấy bảo vệ bản thân, trong đầu không ngừng chửi rủa đối phương là tiện nhân các thứ. Cô ta đã tính toán chuẩn bị thời gian hồi chiêu của chính mình và bây giờ là đang úp sọt hắn đây, đúng là quá khinh địch rồi đó. Không những thế, Tiểu Nhã cũng đã tính tới trường hợp xấu hơn, chính vì thế còn duy trì bên ngoài phạm vi công kích của hắn khiến cho tên này hoàn toàn không tìm được cơ hội phản kích. Trước đòn tấn công dồn dập của Tiểu Nhã, ánh mắt tên Trình Trì này bất ngờ liếc sang một bên lộ ra cái vẻ nham hiểm của mình. Quả đúng như dự đoán, tên này đúng thật chẳng còn lời nào để miêu tả nữa, cứ thế lấy từ trong người ra một bình nhỏ trực tiếp quăng thẳng về phía trước. Chỉ đợi có thế, khi bình nhỏ kia đập mạnh lên tảng đá vỡ vụn, từ bên trong nó tỏa ra những cục tròn kỳ lạ. Không sai, cái bình này chính là dược thủy trưởng, đạo cụ cấp B, nó được sử dụng với thực vật hoặc động vật có thể sinh trưởng thêm. Và điều gì cần đến cũng phải đến, khi đám quái vật dính phải dung dịch bên trong lọ kia. Bọn chúng dường như tức điên lên, há thật to cái mồm của mình mà gào rú, trực tiếp xông về phía Tiểu Nhã tấn công. Trước đợt công kích tiếp theo này của đám quái vật trong phó bản, Tiểu Nhã nhanh tay đưa súng lên bắn mỗi con một viên đạn. Trong khi mải mê chiến đấu, bất ngờ từ phía đối diện vung với một ám khí, nhanh tay bóp cò bắn xuyên ám khí kia. Bất chợt Tiểu Nhã giật mình nhận ra điều không đúng, thứ đó không phải ám khí bình thường, mà nó chính là bom độc đó. Cứ vậy, từ quả bom kia nổ ra một vụ nổ xanh lá, bao bọc lấy Tiểu Nhã ở bên trong. Nhìn thấy cột khói nghi ngút bốc lên, tên Trình Trì này chỉ chẹp lên một tiếng, đúng là thật sự rất mạnh đó a. Từ trong làn khói độc, bóng dáng của Tiểu Nhã liền hiện ra, tuy toàn thân không chỗ nào là không bị thương, chỉ có điều vẫn cố trụ lại sau quả bom độc kia. Điều này khiến cho tên Trình Trì phải cất lời khen ngợi, thật không ngờ cô lại có thể đỡ được một đòn này của hắn, ý thức lúc này cũng trở nên mơ hồ rồi nhỉ. Trước lời châm chọc kia, Tiểu Nhã đang cúi mặt bất ngờ mở mắt ra đầy kiên định, cô nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Cứ thế, khẩu súng trên tay liền cuồn cuộn lên những gân đỏ, sau đó trực tiếp khuếch trương lên rất nhanh đã tạo thành một khẩu súng cỡ lớn. Cầm chắc súng trên tay nhắm thẳng về phía Trình Trì kia, bây giờ biết sợ rồi đúng không con trai, sức sát thương toàn lực của trang bị đó phải nói là rất lớn đó. Không còn cách nào khác, tên Trình Trì này liền tung ra bùa kim thân, đạo cụ cấp B, miễn dịch 2000 điểm sát thương trở xuống trong một giây, trong lúc sử dụng tuyệt đối không thể hành động. Ngay lúc này, Tiểu Nhã cũng đưa tay ra bóp cò súng, một viên đạn cỡ lớn rất nhanh được tạo ra, sau đó hỏa lực khủng khiếp bắn thẳng về phía trước với sát thương không thể nào ngờ được. Hỏa lực kia cứ vậy phóng thẳng về phía tên đàn ông bỉ ổi này, mạnh mẽ đánh vào bùa do hắn tạo ra. Ngay sau đó, từ sau lưng tên Trình Trì này vang lên một tiếng nổ lớn, đám quái vật bên trong cũng vì sát thương quá lớn mà bay về trời với ông bà hết. Trước sức công phá khổng lồ này, tên Trình Trì coi bộ đã sợ xón cả da quần, mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm,
cũng may khi nãy là đánh trượt, nếu không hắn đã không còn toàn mạng. Nhưng rất nhanh, tên này liền cười phá lên, không biết muốn khóc hay đang hoảng sợ nữa. Đánh trượt sao? Vậy mà lại đánh trượt à? Thật sự hài hước quá đó. Nhìn thấy Tiểu Nhã vung tay vứt khẩu súng của mình sang một bên, tầm mắt cô cũng mờ dần, chỉ thấy bước chân của tên đàn ông kia càng lúc càng gần hơn. Trình Chi lúc này đương nhiên phấn khích lắm, hắn vừa mới thoát chết mà, còn Tiểu Nhã kia, cô hãy mau ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực đi, cô không phải là người thừa kế của gia tộc đâu. Cũng giống như việc cô không giỏi trong chiến đấu, sinh ra là đã phải đưa ra ngoài liên hôn rồi. Tuy nhiên Nguyên Quan gia từng từ chối hôn ước nhưng đại nhân của hắn cũng rất độ lượng đó. Chỉ cần cô giao chị gái của mình ra đây, còn có thể làm vợ lẽ của hắn nữa, yên tâm ở nhà mà sinh con. Ngồi dưới chân của tên Trình Trì khốn nạn kia, cũng là ngồi dưới đống ám khí của hắn, Tiểu Nhã chính là khinh không thèm đáp lại lời kia. Cũng chính vì thái độ ngông cuồng đó của cô đã khiến cho tên này phát điên tột độ. Trực tiếp hét lớn mắng chửi cô là con đàn bà không biết xấu hổ, tiếp đó liền vung tay xuống để vũ khí của mình trực tiếp kết liễu cô. Nhưng thật bất ngờ, tưởng như Tiểu Nhã lần này sẽ toi đời, vậy mà khi số vũ khí của tên Trình Trì kia đánh xuống, bất ngờ dây xích của cô vung lên khiến cho chúng vỡ vụn. Chớp lấy thời cơ đối thủ đang đứng gần mình, Tiểu Nhã cầm chắc vũ khí trên tay mà xông tới, quấn quanh xích dài khắp người mình. Chính vì đột ngột bị công kích như vậy, tên Trình Trì kia đương nhiên không thể phản ứng lại kịp, toàn thân của hắn cứ vậy mà ngã ra phía sau, nét mặt cũng chẳng còn vẻ bỉ ổi như lúc nãy. Đứng nhìn xuống kẻ hèn hạ bên dưới, Tiểu Nhã lúc này liền cất lời, cô trong tương lai quả thật là sẽ sinh con đó. Nhưng tên này đã sai một điều rồi, cho dù bố của đứa bé đó có là ai, thì con của cô sẽ chỉ được sinh ra vì chị gái mà thôi. Quay trở lại 10 năm trước, khi chiếc xe ngựa dừng lại trước một phủ lớn, ai nhìn vào cũng phải xì sầm to nhỏ. Nhiều đồ như vậy, đều là của người đó sao? Vị đại tiểu thư kia do thám một lần mà đem nhiều như vậy về đó. Nhưng những lời này lập tức ngắt lại khi trên trời xuất hiện một con giao long lớn đang đập cánh lớn, từ trên lưng nó có một bóng dáng nữ nhân ở trên. Nhanh chân đáp chân xuống bên dưới, vị đại tiểu thư kia đi xuống trong ánh mắt thán phục của tất cả mọi người, vị tiểu thư đó thực sự tuổi còn quá nhỏ. Vừa mới trở thành người chơi mà cô đã đánh hạ được phó bản cấp A rồi, cô ấy đúng là một thiên tài nghìn năm có một. Đứng từ bên trong, người đàn ông nhìn về cô con gái tài giỏi của mình không ngừng khen ngợi. Nhìn thấy chị gái cùng với bố từ xa nói chuyện, Tiểu Nhã cũng vô cùng tự hào, chị của cô chính là rất giỏi, cô cũng muốn trở thành người chơi mạnh như chị gái của mình. Nhưng lời này vừa thốt ra, Tiểu Nhã đã bị mẹ của mình chặn lại, điều mà cô nói hoàn toàn không thể đâu. Đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của cô con gái, người phụ nữ chỉ từ tốn giải thích, chị gái của Tiểu Nhã 11 tuổi đã trở thành người chơi rồi. Cơ thể của chị gái sẽ mãi mãi dừng lại ở cái tuổi này, sẽ không thể lớn lên được nữa, sẽ không trưởng thành như người bình thường được. Cô không biết điều đó có nghĩa là gì sao. Cứ thế, đứng giữa một cánh cửa lớn lộng gió, bóng dáng chị gái Tiểu Nhã hiện lên. Chỉ thấy cô em gái nhỏ bé này bước lại gần cất tiếng gọi chị, đầu khẽ cúi xuống. Hôm nay mẹ đã nói với cô, chị gái sẽ không thể lớn lên được nữa. Vì quá xúc động, Tiểu Nhã lập tức chạy tới ôm lấy chị gái của mình khóc nức nở. Cô buồn quá rồi, chị gái của cô nhất định cũng phải lớn lên thành người lớn ấy. Bàn tay ngỡ ngàng trước lời của em gái, cô nhóc này liền đưa tay tới vỗ vỗ lên lưng của em gái nhỏ. Chuyện không thể lớn lên trong tương lai chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cô nguyện như vậy cả đời, còn Tiểu Nhã biết bản thân nên làm gì không? Đó chính là sau này lớn lên sinh con cho gia tộc, cho nên, ngày tháng dần dần trôi qua, từ lúc Tiểu Nhã còn nhỏ hơn cả chị mình, rồi đến lúc cao hơn cả chị, nhận lấy cái súng từ tay chị gái, cô tuyệt đối không cảm thấy sợ hãi chút nào. Nghĩ tới lời hứa với chị của mình, Tiểu Nhã một lần nữa đưa súng lên cao, cùng với đó là nét mặt hoảng hốt của Trình Trì. Tên này chính là bị cô gái kia làm cho sợ vãi ra quần, cô không thể nào đâu. Ngay lúc này, hệ thống liên tục vang lên thông báo, Tiểu Nhã đang thăng đến cấp 10. Điểm sinh mệnh và điểm pháp lực đã hồi đầy lại cho nên trạng thái tiêu cực đã được giải trừ. Chúc mừng người chơi đã học được kỹ năng người hầu ám ảnh. Nhìn thấy sự biến đổi nhanh chóng của Tiểu Nhã, tên Trình Trì này chính là không thể tin vào mắt mình được. Điều này hoàn toàn không thể nào được. Sao có thể chứ? Đúng lúc thăng cấp hay sao? Tiểu Nhã đây chính là cố ý đúng không? Nhưng lời này của tên này liền bị hắn phản bác lại. Không, sao Tiểu Nhã có thể đúng lúc suy tính được điểm kinh nghiệm mà bản thân sẽ đạt được chứ? Điều này không thể nào, không thể nào. Mặc cho tên đàn ông kia có hoảng sợ phản bác, nhưng Tiểu Nhã cùng với bóng đen của mình trước sau nhắm thẳng súng về phía Trình Trì kia không nói. Kỹ năng người hầu ám ảnh này là kỹ năng mà người chơi thiểu vệ đêm cấp 10 học được. Nó sẽ giúp cho người chơi tạo ra một ảo ảnh u ám trong vòng 10 giây. Cơ thể gây ra sát thương bằng 100% bản thể người chơi, đây chính là người thủ vệ đêm. Nhưng ngoài dự đoán của Tiểu Nhã, tên Trình Trì kia vậy mà tuyệt vọng tới nỗi tự hủy chính bản thân mình. Không, hắn không ngu đến như vậy, ngược lại đến cả tên này cũng phải bàng hoàng vì trên cơ thể đang hiện lên những vân đỏ kỳ lạ. Ngay lúc này, con chim truyền tin của lão già đầu hói kia hiên lên với tiếng quát tháo của hắn, Trình Trì cái thứ vô dụng, trở thành củi đốt,
cống hiến sức mạnh cuối cùng của hắn cho Trình ra đi. Không thể nào là như vậy được, tên Trình chỉ không muốn như thế, nhưng cho dù có phản kháng, cái cơ thể này cũng mặc kệ tất cả mà phát ra những tia sáng, một vụ nổ lớn cứ thế bùng lên chiếu rọi cả một vùng tăm tối. Quỳ hai chân xuống dưới đất, tên Trình chỉ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình, miệng liên tục lẩm bẩm ba chữ không thể nào. Tên này dường như phát điên lên, tâm trí hắn càng lúc càng mất khống chế, hắn là người kế thừa của Trình gia mà, là đứa con được ông trời lựa chọn đó, điều này là không thể nào. Trong khi tên đàn ông kia còn đang mải mê than trách cuộc đời, những tiếng động cứ thế vang lên bên tai, làm cho tên Trình trì này vội vàng quay đầu nhìn lại. Thì ra Tiểu Nhã đang tìm cách thoát khỏi cái lồng kia, nhìn thấy mấy viên đạn cứ bắn ra mà không thể nào phá vỡ cái lồng này, tên Trình trì kia liền cười như điên như dại. Con tiện nhân này đúng là ngu ngốc quá mà, vô dụng thôi, cho dù cô có cố gắng tới cỡ nào, đừng phí sức nữa, thứ đó là đạo cụ cấp A đấy, từ bỏ đi. Hai mắt tên Trình trì trợn lên như muốn lòi ra cả bên ngoài, miệng vẫn không ngừng làm nhảm. Nói Tiểu Nhã là nữ nhân yếu kém, cô cũng giống hắn mà thôi, cả hai đều là kẻ yếu kém y hệt nhau. Không để tâm tới lời này của tên điên kia, Tiểu Nhã vẫn một mực dùng súng bắn đạn lên muốn phá vỡ cái lồng này. Khi một viên đạn nữa được bắn ra, bất ngờ trên thành của cái lồng kia liền nứt vỡ, sau đó vỡ vụn tan tành. Nhìn thấy điều này, tên Trình chỉ liền tắt ngúm nụ cười trên môi, sao có thể chứ? Nhìn bóng dáng Tiểu Nhã chạy vội ra, Trình chỉ này liền sực lên trong đầu hai chữ kiếm khí, cùng với đó là hình dáng lúc trước của Hiểu Kiến. Đến bây giờ hắn mới hiểu ra, thì ra là kiếm khí lúc đó sao, chỉ một đòn đó mà đã khiến cho đạo cụ cấp A của hắn trở thành phế liệt. Trường bò trên đất với cái xích dài buộc chặt hai chân, tên Trình trì này cười như điên như dại. Cả khuôn mặt của hắn cũng vì thế mà biến dạng đi trông vô cùng kinh tởm. Trình gia, hãy nhìn quái vật mà các người chọc vào đi, ha ha ha. Nụ cười còn chưa hết, một tia sáng từ thân thể của tên này bừng lên, sau đó là một vụ nổ kinh động trời đất, thiêu rụi những thứ nằm trong bán kính của nó. Nhìn thấy một cột lửa lớn bùng lên bên ngoài, khóe mắt Hiểu Kiến bất giác liếc sang và đúng như dự đoán. Thứ mà cậu đang nhìn chính là bóng dáng của Tiểu Nhã kia, cô đã tới được nơi có quả trứng rồng và bảo toàn mạng sống của mình. Nhìn thấy cô gái kia lại gần mình, Hiểu Kiến chỉ nhàn nhạt cất lên đúng hai chữ, đến rồi. Không oán trách Hiểu Kiến lúc trước đã bỏ mặc mình ở lại trong lồng chiến đấu với tên Trình Trì kia. Ngược lại Tiểu Nhã còn cất lời cảm ơn cậu, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu đã cho cô một con đường sống sót. Nghe mấy lời xén sẩm này, Hiểu Kiến liền quay đầu lên trên, không cần phải khách sáo như vậy đâu, mà quan trọng hơn là cô gái này tự dưng nói chuyện với cậu nho nhã thế chứ. Không bận tâm lời của Hiểu Kiến nói, Tiểu Nhã tiếp tục nói ra lòng mình, ngoài việc cảm ơn Hiểu Kiến đã giúp cô ra, cô cũng đã đoán được thân phận thật sự của cậu rồi. Nghe tới đây, Hiểu Kiến liền đưa đáy mắt của mình nhìn về Tiểu Nhã, sau đó ồ lên một tiếng, nói ra cậu nghe thử xem sao. Đến lúc này, Tiểu Nhã cũng không còn cẩn trọng gì nữa, cô trực tiếp nói ra điểm bản thân đã nghi vấn từ lâu, kiếm thuật tính biểu tượng. Không phù hộ với thực lực của cấp bậc và chiếu Phật với nguyên quan gia, Hiểu Kiến chính là nguyên quan tiểu kiếm, một kẻ theo đuổi nào đó. Còn tưởng đối phương nhận ra cái gì đặc biệt, nghe được lời này Hiểu Kiến chính thức đứng hình luôn, cái gì mà người theo đuổi chứ, cô đang nghĩ cậu là tên biến thái à? Tiếp tục trình bày suy nghĩ của mình, theo như Tiểu Nhã quan sát, sau khi nguyên quan tiểu kiếm qua đời, người theo đuổi ông ấy đã thành lập chấp pháp thập tam nhân đoàn. Mỗi người bọn họ đều kế thừa một bộ phận di sản của nguyên quan tiểu kiếm, trong tay cầm kiếm lại ẩn nấp ở trong bóng tối của lịch sử. Chỉ để xuất hiện vào thời khắc mấu chốt nhất, ý chí của nguyên quan tiểu kiếm dẫn vận mệnh của con người đi đúng hướng. Mà theo như cô phỏng đoán, cấp bậc của Hiểu Kiến đây là do vừa mới thức tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, một bộ phận sức mạnh đã bị phong ấn gây ra đúng không? Đến lúc này thì Hiểu Kiến cũng phải khâm phục tài suy luận của nữ nhân này đấy, sao mà thông minh thế chứ? Cậu liền đưa tay lên mặt ngán ngẩm. Tưởng chừng cô suy luận đỉnh cỡ nào thì ra chỉ có thế thôi à, quá trình cô đoán thì đúng rồi, nhưng kết quả lại sai bét đó. Còn có thập tam nhân đoàn này là cái gì chứ? Đã có được sự phê duyệt của cậu hay là chưa? Mà cũng chẳng muốn giải thích nhiều, Hiểu Kiến cứ cho như mọi chuyện mà Tiểu Nhã đoán là sự thật đi. Cô vạch trần thân phận của cậu là muốn làm cái gì chứ? Mục đích thật sự là gì? Nghe thấy lời này, Tiểu Nhã lập tức quỳ hai chân của mình xuống đất, khép nép cúi đầu trực tiếp trình bày. Nguyên quan gia nguyện dùng sức mạnh của cả gia tộc để cung phụng Hiểu Kiến, giúp cậu hồi phục lại sức mạnh của bản thân, cũng chỉ mong sự từ bi và che chở của cậu mà thôi. Nghe tới đây, Hiểu Kiến liền cầm con dao sắc của mình lên quan sát, thú vị phết đấy. Xem ra Tiểu Nhã đây không phải là loại người ôm tự tôn đến chết cũng không chịu thả ra, nhưng nguyên quan gia đã lâm vào đường cùng, cô định lấy gì để cung phụng cậu chứ? Tới lúc này, Tiểu Nhã cũng xin nói rõ, tuy nguyên quan gia đã lụi bại nhưng vẫn còn có dân chúng ủng hộ. Trong nhà vẫn còn di sản mà tổ tiên để lại, nếu Hiểu Kiến đồng ý che chở, tất cả mọi thứ của nguyên quan gia mặc cho cậu dùng, cũng bao gồm cả Tiểu Nhã là cô nữa. Nghe thấy lời này, toàn thân Hiểu Kiến đúng kiểu đứng hình mà toát mồ hôi hột, cậu đang nghe cái xít gì thế này,
không phải đó chứ, không phải là cái mà cậu đang nghĩ bậy bạ trong đầu chứ. Ngay tức thì gõ mõ tụng kinh tự trấn an bản thân, Hiểu Kiến chính là không thể nói thêm câu gì vào lúc này, chỉ có một mình Tiểu Nhã là tiếp tục. Nhưng chẳng để cô nói thêm nữa, Hiểu Kiến thẳng thừng từ chối lời đề nghị của cô, cậu không có hứng thú với đứa trẻ ít hơn mình 1000 tuổi đâu. Đưa kiếm tới trước mặt cô gái này, Hiểu Kiến chỉ muốn hỏi Tiểu Nhã một câu, cô cũng có thể coi như là một thử thách, có một người. Cô cũng có thể giả thiết là Nguyên Quan gia đang đứng trước một nguy cơ cực kỳ lớn mà trước mắt chỉ có hai sự lựa chọn, một là trở thành anh hùng, không có gì trong tay, vang danh ngàn đời, hai là làm một tiểu nhân, tiếng xấu muôn đời sống trong vinh hoa phú quý, cô sẽ lựa chọn như thế nào? Trước lời này, Tiểu Nhã bất chợt nhớ đến người chị gái của mình, người đã hy sinh bản thân để cứu cô, chị cô đã từng lựa chọn để tạo ra cảnh ngộ như bây giờ. Nếu như Tiểu Nhã có thể lựa chọn lại một lần nữa cho chị ấy, cô mong cuộc đời của người chị gái này vinh hoa phú quý, sống khỏe mạnh bình an. Nhưng ai quy định chỉ có tham sống sợ chết, thấy lợi quên nghĩa mới có thể được hưởng vinh hoa phú quý chứ? Ai quy định anh hùng thì nhất định phải hy sinh bản thân mình? Tiểu Nhã muốn Nguyên Quan gia có tiền, có quyền, cả vinh hoa phú quý vang danh ngàn đời. Nghe được câu trả lời này, Hiểu Kiến bất giác cười lớn, sau đó liền đồng ý với câu trả lời của Tiểu Nhã, cậu đảm bảo với cô. Cùng lúc đó, quả trứng rồng kia cũng vì vậy mà rung chuyển dữ dội. Trước biểu hiện này, khóe miệng Hiểu Kiến liền nhếch lên, khí thế cũng không nhỏ nhỉ, cuối cùng cũng gặp mặt rồi, ni hóc. Nhìn thấy một thứ nhỏ nhắn trong đống dịch bày hầy kia, Tiểu Nhã có vài phần kinh ngạc, ngay sau đó hoảng sợ mà ngất đi. Nữ nhân này không thể chịu được uy áp của rồng đen, vậy mà ngất đi luôn rồi sao? Khẽ bế cô lên bước tới một chỗ an toàn, cậu liền đặt gọn một nơi, mặc cho gấu nhỏ bên cạnh nhắc nhở, vẻ mặt của nó coi bộ vô cùng lo lắng. Mà điều này cũng hoàn toàn đúng thôi, sau khi rồng đen nở ra thì vẫn cần vài phút để mọc lại vảy của mình, đây là thời gian tốt nhất để tiêu diệt con rồng đó đó. Mà trước lời này, Hiểu Kiến vẫn hoàn toàn phớt lờ, mặc cho gấu nhỏ kia liên tục cầu xin cậu mau chóng hành động, nhưng lúc này trong mắt Hiểu Kiến chỉ có bóng hình của cô gái kia. Trong đầu cậu hiện tại chỉ là Tiểu Nhã, một nửa huyết thống của cô, tổ mẫu cách biệt không biết bao nhiêu đời của cô rốt cuộc là ai, máu mủ, đúng là thứ kỳ diệu, cậu dường như không thể mặc kệ nó. Đến lúc này, gấu nhỏ kia càng lúc càng không thể bình tĩnh hơn, cầu xin người chơi Hiểu Kiến đây hãy cứu lấy thế giới này, nếu còn chậm trễ sẽ gây ra hậu quả lớn lắm. Lúc này, con rồng con kia vừa ra khỏi vỏ cũng dần dần cử động, nó liền vươn bàn tay của mình tới đồ ăn trước mặt. Từ từ cắn miếng thịt thơm phức này mà nhai ngấu nghiến, sau đó nhanh chóng tạo ra một bộ vuốt nhỏ. Không chần chừ thêm, gấu nhỏ kia không còn trông đợi được gì ở Hiểu Kiến nữa, bản thân nó trực tiếp xông tới ngăn chặn con rồng kia, nhất định phải ngăn chặn vào lúc này. Khi nhìn thấy thứ ruồi bọ bay tới, ánh mắt của Ni Hóc chỉ liếc lên một cái, sau đó vung vuốt mà đánh về phía kia, khiến cho gấu nhỏ yếu ớt trực tiếp bị đánh bay. Đưa tay đỡ lấy gấu nhỏ, Hiểu Kiến vô cùng bình thản trước con quái vật này, đẩy nhẹ gấu nhỏ trên tay, cậu vô cùng vui mừng khi gặp lại bạn cũ. Cả hai lại gặp mặt nữa rồi đó Ni Hóc à, vừa nhìn thấy Hiểu Kiến, con Ni Hóc kia đã lớn giọng gọi lấy tên của cậu, nhớ lại lúc trước kiếm của Hiểu Kiến đâm vào tim của nó. Máu của nó ăn mòn cơ thể cậu, thật trớ trêu, tử vong lại liên quan mật thiết đến kẻ thù, bây giờ cậu lại là tộc duệ của nó sao? Con rồng đen vừa nở lúc nãy còn bé tí xíu bây giờ đã lớn lên một cách phi diệu. Đưa mắt nhìn về Hiểu Kiến một thì nó lại nhìn Tiểu Nhã đang nằm ở một bên mười, đến bây giờ nó cũng đã hiểu rồi. Vì người con gái loài người kia, vì huyết mạch mong manh này, Hiểu Kiến đã chấm dứt vận mệnh của cả thế giới. Bây giờ chính là thời khắc hân hoan, hãy ca hát vì sự sa đọa của cứu tinh đã cứu thế giới này đi. Cứ thế, con rồng này liền triệu hồi ra một đám rồng con từ to tới nhỏ, từ mini size đến big size mà xông về phía Hiểu Kiến tấn công. Ngay lúc này, trên bầu trời của thành phố hiện lên những ánh đỏ như máu giật lên khắp một vùng bao trùm tất cả, phía trên cao cũng nứt ra như những màu kính. Những người dân ở đây vô cùng hoang mang không rõ chuyện gì đang diễn ra nơi này, ai ai cũng hoảng hốt không thôi, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Nhưng rất nhanh, từ trong số đám đông đó, có một người vừa nhìn đã toát mồ hôi hột, thiên tai, là quái vật cấp quái vật đó, mau chóng chạy đi. Tiếng cười của Ni Hóc kia vang lên khắp không gian, nhưng rất nhanh con rồng này bị Hiểu Kiến làm cho câm nín, cậu chưa có đồng ý đâu mà cười như được mùa thế, có điên không vậy? Ngay sau đó, khóe miệng của Hiểu Kiến lại cong lên, sau đó trực tiếp xông tới con rồng trước mặt, bắt đầu đi, round 2, ready start. Cứ vậy, Hiểu Kiến phóng túng vung kiếm nhỏ của mình lên chém về phía con rồng to lớn kia. Hệ thống cũng vì vậy mà hiện lên thông báo, cậu đã nhận được danh hiệu người giết rồng duy nhất của thế giới này. Chia sẻ sinh mệnh với rồng đen Ni Hóc, cậu và Ni Hóc cũng chịu sát thương, có được lực sinh mệnh mạnh mẽ của Ni Hóc, vết thương của cậu sẽ lành lại nhanh chóng. Tiếp sau đó, Hiểu Kiến xoay người vung kiếm ra khắp xung quanh để tấn công con rồng kia. Ngay khi dừng lại cậu không khỏi nhếch miệng cười cười, đúng thật cũng đau phết đó. Nhìn thấy biểu hiện của người kia, con rồng đen này chính là không hiểu, Hiểu Kiến đang làm cái gì vậy chứ?
chuyện đã đến nước này rồi mà còn muốn đồng quy vô tận với nhau hay sao, có bị thiểu năng không chứ? Nhưng chẳng mảy may quan tâm tới lời của đối phương, khóe miệng Hiểu Kiến vẫn không hạ xuống, hệ thống cũng vì thế mà hiện lên liên tiếp vài thông báo. Cậu đã chém giết được Pháp Sư Golbin hình thái giống như ngọn lửa rồng 10-11, nhận được 4.236 điểm kinh nghiệm. Giết được Chiến sĩ Golbin hình thái ngọn lửa rồng 17, nhận được 19.164 điểm kinh nghiệm. Giết được Xạ thủ Thần Lằn 18, nhận được 24.715 điểm kinh nghiệm. Chém được Thợ Săn Dã Man 17, nhận được 27.151 điểm kinh nghiệm. Giết được Rồng Bay Hai Chân 15, nhận được 32.934 điểm kinh nghiệm. Cậu đã thăng đến cấp 1. Thông tin của Hiểu Kiến cũng vì thế mà hiện lên trước mặt cậu. Nhìn cái chân dung củ chuối này đi, đúng là quá chán đời mà. Nhưng cũng may khi tên này thức tỉnh sẽ cố định kỹ năng thả quái nhỏ này, nếu không thì thật sự không biết phải lấy ở đâu nhiều điểm kinh nghiệm đến như vậy. Nếu đã như vậy thì được rồi, bắt đầu đi. Kiểm tra được người chơi nguyên quan Hiểu Kiến ID 347077729 đã vào cung điện chức nghiệp. Cậu đã từng học kỹ năng chức nghiệp người bảo vệ đêm, bí mật của đêm dài sẽ thổ lộ hết với cậu. Lại bước vào trong không gian này, Hiểu Kiến đứng đối diện một bức tượng, đưa tay tới đặt lấy chìa khóa vào. Hàng trăm con chim cũng vì thế mà bay ra tán loạn, khi mở ra mắt cậu đã không khỏi hài lòng, quần áo đúng thật là hơi không quen a, nhưng cũng không sao cả. Nhìn thấy điều này, con rồng kia bất giác hét lớn tên Hiểu Kiến lên, nhưng cậu chỉ cười nhạt trước lời này của nó. Tiếp đến, Hiểu Kiến liền nhún chân nhảy phóng lên cao trước mặt con rồng đen, sau đó trực tiếp nhảy thẳng vào mồm lớn của nó, chui tọt vào tận sâu cổ họng. Bước vào bên trong, nhiệt độ càng lúc càng lớn, nhưng Hiểu Kiến vẫn vô cùng kiên định, cơ thể thời kỳ còn non của Nihok sẽ phủ một lớp lửa đen, bản thể được giấu trong lớp lửa đen đó. Quả nhiên đã tìm thấy rồi đây, ngay lúc này, Hiểu Kiến liền tung ra sức mạnh của mình, kỹ năng sử dụng khế ước của người làm vườn mà tấn công về bản thể của Nihok kia. Hệ thống lập tức hiện lên thông báo, cậu đã khởi động kỹ năng đặc biệt chức nghiệp người làm vườn, dây leo cứ vậy quấn chặt lấy bản thể kia. Đối tượng khế ước, cơ thể non của rồng đen Nihok, lập tức bị con rồng này nhổ ra bên ngoài như một miếng mồi cứng đầu khó nuốt. Hiểu Kiến vừa ra vẫn cười tươi roi rói, khế ước của cậu quả nhiên thành công rồi, cuối cùng cũng làm xong rồi. Ngay lúc này, rồng đen cứng đầu kia hiện lên trong làn khói lớn với hình dáng vô cùng khiêm tốn, đã vậy còn ngọ nguậy trên mặt đất. Nihok, tên nhà cậu trong lúc còn nhỏ cũng thật là đáng yêu đấy. Video của mình đã hết rồi, bên trên là tóm tắt phần 2 của bộ truyện. Đừng quên cho mình một like, đăng ký và nhấn chuông theo dõi những bộ truyện thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt, bye bye AI.